Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn ở khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã kể về cho mình Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình Để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình Tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ A Còng Gmail.com Còn đó các bạn cũng có thể là kể về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938 773 799 Và một cái cách thứ ba đó là mọi người cũng có thể là kể về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc với lực lên cho đó Ngoài là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha à, Và còn đó với bạn bè nào mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên Thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó Mình sẽ tự quy đỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha mọi người ha À, thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên cái bạn mà mình sớm nhất ở tập ngày hôm qua mọi người ha thế Tập ngày 444 ngày hôm qua cái bạn mà cầm mình được uh, sớm nhất đó chính là bạn tên là Tâm Nguyễn Cảm ơn Tâm Nguyễn rất là nhiều luôn ha à, Thôi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay Ở giữa chuyện là mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái món nước mới hoàn toàn mới chỉ có trong ba chi nhánh của Vũ Mập thôi ha Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn bạn này bạn tên là huế anh bạn đã huế anh bạn đã gửi về cái Zalo cho mình thì uh, bây giờ mình xin à, bây giờ mình kêu bạn huế anh luôn đi cũng cũng dễ đọc mà thì bạn huế anh á là bạn có gửi về cái câu chuyện mà cái hành trình mà khi mà bạn bị dông theo và cái hành trình khi bạn uh, uh, trục bỏ cái dông đó là nó rất là cực khổ mà tuy nhiên nha, cái câu chuyện nó chỉ xảy ra trong vòng khoảng cỡ 24 tiếng đồng hồ thôi chứ nó không có lo à, thì câu chuyện của bạn là như vậy bạn nói là vào cái năm á bạn mà bạn học đại học À, thì cái trường đại học của bạn là nó nằm mà nó đại học nam cần thơ thì tại mình mình nói tên ra thì mọi người cũng biết là cái trường đại học nó không có ma cỏ gì cả thì à, bạn học đại học ở trường nam đại, đại học nam cần thơ thì lúc đó là bạn có thuê một phòng trọ ở đường nguyễn văn cừ à, thì đương nhiên là mình cũng xin giấu tên chính xác cái địa chỉ mọi người hè à, rồi thì cái bạn chỉ nói sơ sơ là cái, cái cái nhà trọ là nó rất là gần với lại cái bệnh viện quốc tế phương châu đó. những người nào ở cần thơ là chắc sẽ biết thì cái lúc này là bạn bạn có ở chung với lại một cái đứa bạn của bạn mà cái đứa bạn này thì nó cũng bạn cũng vừa mới quen thôi kiểu như là bước chân vào trong đại học xong rồi bắt đầu là một vài tháng mình sẽ có những cái đứa bạn đầu tiên của mình đó thì đây là đây là con nhỏ là một trong những cái đứa bạn đầu tiên thì bây giờ mình đặt tên là tâm luôn đi lấy trong cái tên tâm nguyễn đó ha đó thì nhỏ con tâm và quế anh đó là hai đứa là cũng gọi là là chơi chung với nhau như vậy thì uh, lúc đó đó thì khi ta thời gian đầu thì hai đứa là mạnh ai ở nhà nấy đó là cứ đi học như vậy thôi tại vì nhà của bạn á thì cũng ở hậu giang mùa thì hậu giang cần thơ cũng gần gần nhau mà mỗi ngày đi học như vậy là cũng chạy mấy chục cây số thì sau đó khi mà tới giữa năm nhất á đại học tới giữa năm nhất rồi quen đường quen xá quen nước quen cái rồi thì bắt đầu là bạn mới có cái nhu cầu là thôi bây giờ là mình sẽ thuê cái phòng trọ để mình ở riêng và hai đứa mới bàn với nhau và hai đứa cuối cùng là sẽ về để mà ở chung với nhau yeah so bạn nói là bạn ở đúng một cái tuần lễ đầu tiên là nó không có bất kỳ một cái chuyện gì cả đã và lúc đó bạn nói là là hai đứa ngủ thay vì lần gần như là hai đứa bây giờ là cũng là bạn thân rồi con gái với con gái nó dễ thân mà cũng dễ xa cách lắm mọi người đã, thì ban đầu thì cũng hơi thân ha đã rồi à, ngủ chung với nhau rồi sinh hoạt chung tối nhầm khi mà cái trời nó cũng gì khi cũng lạnh 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 rồi hai đứa ôm nhau ngủ nó vui vẻ chị em chị rất là bình thường đó nhưng đến cái ngày thứ tám thì bạn lại gặp một cái việc nó như thế này nè bạn nói uh, cái hôm bữa đó thì uh, có một cái sự trùng hợp nhẹ nhẹ không phải là mình cố tình mình kể đâu mà mình không hiểu sao trong nhiều cái câu chuyện mình kể đó mọi người ừ, ở nhà trọ 7 tám ngày tám chín ngày ba bốn ngày không gặp gì nhưng mà đến cái ngày đó gặp mà trùng hợp cái ngăn nhiều câu chuyện mình ý rồi cái ngày đó là một cái ngày rất là mệt mỏi làm như cái cơ thể mình nó khi mà chúng ta làm việc nó nó kiệt sức nó mệt mỏi nó lao lực đó đó thì chúng ta thường rất là dễ những bị những người có âm người ta gần do là cái cái dương khí của mình nó bị nó bị sụt bớt nó bị yếu bớt ấy. đó thì bạn nói là cái hôm bữa đó đó là bạn có một cái sinh hoạt đoàn đội nọ đội trên trường đại học và bạn chung với lại là con 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 tâm luôn hai đứa con quý anh yên tâm luôn là hai đứa là làm làm việc thì nọ đồ trên đó cũng khá là mệt rồi Hình ra khi mà về đến nhà trọ là khoảng chừng cỡ đâu 8 9 giờ gì đó thì hai đứa cũng không có mặn mòi mà ngồi nói chuyện với nhau. Bình thường về nhân bật tivi lên mua bánh tráng trộn trà sữa đồ hai đứa ngồi tám chuyện tùm lum tùm lai hết trơn á 11 12 giờ mới ngủ á. Con gái mà thức khuya mà. Đó nhưng mà nói, trời lần này bạn về là hai đứa gần như là không nói chuyện với nhau luôn ừ ừ thử ừ thử với nhau không phải là giận mà tại vì quá mệt đi đó rồi thay phiên nhau vô tắm xong rồi đó chảy mệt nó nó hồi hôm nay ngủ sớm mày ơi cái tâm con tâm nó kêu ừ ok ngủ sớm rồi tắt đèn cái bụp là hai đứa nằm xuống ngủ á nó mệt mỏi thì tối đó bắt đầu là bạn mới đầu thì bạn nằm im nơi mới đầu là bạn cũng mạnh ai nấy ngủ mà lúc mình mệt thì mình cũng không có muốn ôm ai mà cũng không muốn ai ôm mình mọi người hiểu không nhưng mà rồi cho đến nửa đêm á thì bắt đầu là cái trời lạnh do là nhà trọ máy tôn rồi có thêm quạt máy nữa thì nó cũng hơi lạnh thì cái lúc đó bắt đầu á, là bạn mới quay qua để mà bạn ôm con tâm. Thì khi bạn nói là bạn vừa choàng tay qua bạn ôm quan tâm thì cái đầu tiên bạn cảm nhận được là không biết như sao đó. Cái da tại vì khi bạn ôm á, là bạn cái tay cái bàn tay của bạn là vô tình đặt lên cái cánh tay của con tâm. À mùi nghe kỹ để mọi người tưởng tượng được cho nó dễ ha. Thì khi bạn vừa đặt cái tay của bạn lên cái trên cái cánh tay của con tâm như vậy mà nó là một cái một cái hơi lạnh nó nó lạnh kiểu không phải là quá lạnh khủng khiếp tới đâu mà giật mình đâu nhưng mà nó là nó lạnh y như là 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 mát mát mát, mát kiểu như là ngủ trong phòng mới lạnh vậy đó hay là kiểu giống như là mới đi mưa này nọ đồ về nó kiểu vậy đó đã rồi bắt đầu là nó cũng hơi kỳ kỳ nhưng mà bạn vừa bạn vừa chài chài như vậy nè bạn vừa đâu sao đâu sao người tắm nó lạnh dưới đó thì bạn đang chài chài như vậy thì có một cái bàn tay khác đánh thiệt là mạnh vô cái mu bàn tay của bạn với anh À, à đánh một cái chát vô như vậy nè các bạn mới rụt cái tay lại đánh rất đau nha bạn rụt cái tay lại một cái cái bắt đầu nó trời đất ơi nó lạnh quá thì tao thấy mày lạnh tao ôm mày xíu mày làm gì mày đánh tao mày thì cái lúc đó ví dụ như bạn tâm bạn im luôn á thì nó nó sẽ hơi kỳ bạn tâm mà không có im luôn mà bạn gì nè ngủ rồi mày ơi ngủ rồi mày ơi thì vì bạn tâm bạn có cái thái độ như vậy Nên bạn Quế Anh lại càng tin là cái hành động Đánh vô cái mua bàn tay của mình Trời ơi, đánh giỡn mới đổ quét không người Nó đánh vô cái mua bàn tay của mình là à, là do tâm nó mệt mỏi nó ngủ nó không muốn mình ôm Thành ra nó mới đánh mình Nhưng mà đánh đau thiệt Bạn nói là đánh, đánh rất đau Đánh một cái chát đau điếng luôn á chứ không phải là đánh nhẹ 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 thôi mày đừng ôm tao đánh nhẹ không phải đã rồi bắt đầu là bạn cũng hơi giận giận một chút xíu kỳ diễn trời ơi có gì nói từ từ như quăng cái tay mình ra làm gì đánh cái chát đau điếng vậy trời à thì cái bạn bắt đầu là giận mà thì bạn mới quay lưng qua bạn mới quay lưng qua đây bạn nằm thì ngay thời điểm đó bắt đầu á là trời nó đổ mưa à, bạn biết luôn là cái ngoài trời cái mưa nó là cũng dạng giống như là mưa lâm râm đây mưa nhỏ 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 thôi nhưng mà những ai mà ở nhà máy tôn là sẽ biết đã mưa ở mưa có nhỏ hay là sao đó thì ở trong nhà máy tôn ấy, nó bị vang âm thanh lên trên máy tôn nó giọng mà rầm 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 đã đó, đó trời đất ơi đang lạnh như vậy nè mà còn gặp trời mưa nữa là chịu sao mà nổi bạn mới dối cái tay bạn mới tắt cái quạt đi bắt đầu là bạn mới lấy cái mền của mình á bạn mới kéo lên tới cổ như vậy nè không có chùm đầu tại vì ngợp kéo lên tới cổ bắt đầu là nằm co ro co ro như vậy nè thì đương nhiên là bạn vẫn ngủ được một chút xíu sau bạn ngủ thì bạn nói là lúc đó thì bạn đã nhớ là bạn đã quay đã, bạn đã quay mặt khác hướng với lại con tâm rồi tại vì đang giận đó nhưng mà do là cái thói quen bạn ngủ khi mình ngủ rồi mình đâu có điều khiển được cơ thể mình thì chút xíu đó bạn cũng lại tiếp tục là bạn quay về cái hướng của con tâm nhưng mà lúc đó bạn chưa biết nha thì bạn chưa biết là bạn nằm co ro bạn co người bạn ngủ như vậy nè. Thì bạn nói lúc này mọi người nên nhớ nha Lúc này là bạn đang quay lại cùng hướng với lại tâm cái mặt bạn đang nhìn tâm luôn Được chưa? À, nhưng mà lúc đó là bạn chưa biết nha Nghe kỹ xíu nó hơi rối Thì bạn đang nằm ngủ như vậy Bạn thấy là có một cái người luồn cái tay vô trong cái mền của bạn Và ôm qua cái eo như vậy Một cái cánh tay nó lạnh ngắt nó lạnh ngắt luôn nó ôm cái eo của bạn như vậy nè bạn tỉnh luôn mà lúc đó ôm bạn nói, lạnh nó ôm cái lạnh dữ rồi trời đó cái bạn mới cười cười bạn mới cười cái mỉm đó mới nãy uh, tao ôm á uh, thì đánh tao ha giờ uh, lạnh quá rồi tại vì cái mền của ông tâm là cái mền nó mỏng hơn tại vì đi mua với nhau bạn biết là ờ uh, giờ cái mền mỏng quá nè lạnh nè bây giờ ôm tao để lấy hơi ấm chứ gì đã xong cái bạn nói là bạn còn đụng với cái tay nữa bạn còn giả bộ giống như là mình lẩy lẩy chơi mình còn giả bộ đẩy đẩy bạn không có quýnh uh, như là ông tâm quýnh đâu Bạn không có quýnh vậy đâu mà bạn cứ kiểu như này lấy cái tay mình hất hất gì nè à, mọi người nhìn màn hình nè ra đi nãy không chịu tôi ôm không chịu thôi thôi ra đi ra đi. À, là kiểu như vậy mà bạn đẩy cái tay nó cũng cứ sụi lơ à bạn nói là cái tay nó sụi lơ y như là là ngủ kiểu như là cái tay mà không có điều khiển Cái sụi lơ cứ lấy cái tay đẩy nè à, đẩy đẩy nè thôi vậy nó ôm tao chi vậy ôm tao chi giận đánh đâu mà à, là, là cái tay cứ sụi lơ như vậy mà thôi nó ngủ rồi cũng im luôn thì bắt đầu là bạn bạn nhắm mắt bạn cũng kệ rồi bạn bè với nhau cho nó ôm xíu nó lạnh có gì đâu thì bạn vừa nhắm mắt được khoảng cỡ 30 giây thì bắt đầu bạn nghe ở đằng sau lưng á nó xù xì cái gì á nó nói gì đó, tầm khoảng chừng cỡ bốn năm chữ gì nó ngưng chứ bắt đầu bạn nói vậy, Thôi thôi bạn tưởng đâu là tâm nó đang sau lưng mình tại vì mọi người nên nhớ là lúc này là bạn quế anh bạn tưởng là bạn đang nằm quay lưng chỗ khác buồn hiểu không trong cái trí tưởng tượng của bạn tâm anh lúc đó ủa bạn quế anh lúc đó là bạn đang tưởng là bạn đã quay đầu ngược lại với lại uh, con con tâm và con tâm đang ôm sau lưng mình À, không biết một mình kể về một người hiểu được không em đó là bạn cứ nghe đằng sau lưng sau óc bạn đứa nói cái gì á cái bắt đầu là bạn mới bạn mới mở bạn mới bạn không chưa mở mắt mà bạn hí hí mắt rồi bạn nói... gì thằng tao nó giỡn rồi mày ơi ôm ôm đi có gì đâu tại vì nãy mình đánh tao đau quá tao ghẹo mày chơi vậy thôi à ôm thì ôm đi đâu có gì đâu mà đó thì bắt đầu là bạn nói như vậy xong cái bạn nghe bắt đầu là cái người đó nó nói lớn hơn một cái giọng cũng là của con gái luôn cũng là của một đứa con gái luôn một cái giọng nói như vậy nè chị ơi trời mưa quá à em bị lạc đường chị cho em ngủ chung với chị đêm nay nha em chị cho em ngủ chung với hai chị một đêm nay nha đã nguyên văn mình nói lại ha chị ơi trời mưa quá à lạnh quá à chị cho em ngủ chung với hai chị đêm nay nha đã một giọng của một cái người con gái lạ quắc lạ quơ lúc đó bạn vừa nghe một cái cái bạn nói ủa, cái giọng nhỏ nào mà lạ quắc vậy trời bạn mở con mắt ra thì bạn mới à, ủa mình đang quay về hướng của ông tâm nè lúc này mới nhận ra và ông tâm đang nằm trước mặt mình kìa ông tâm nó đang kiểu như bạn với ông tâm là mặt đối mặt với nhau luôn hai cái mặt cách nhau chừng cả hai găng tay à nó đang chu mỏ là nó ngủ như vậy vậy nè là trước mặt mình là ông tâm vậy sau lưng mình cái đứa đang ôm mình là ai chứ bắt đầu là bạn mới giục cái mền qua à một tưởng tượng không tại vì nó đang ôm cái bụng của mình thì bắt đầu là bạn muốn xoay lại là bạn phải vụt cái mền bạn mới giống như bạn hất cái mền nó khỏi người mình bạn vừa hất cái mền một cái bằng bật bạn ngồi vậy thì cái tay rụt nó là cảm giác được là cái tay nó rụt lại luôn nó kiểu như nó kiểu như là cái con ma mà nó cũng biết hết hồn người phải không để bạn vừa giục cái mền cái nó cũng hết hồn nó cũng vụt cái tay ra khỏi cái bụng mà như mình thì bạn bật bạn ngồi vậy bạn dòm xung quanh thì không có ai cả à cái mền lại rớt xuống ngay chỗ gần cái quạt á cái quạt lúc, lúc này vẫn tắt nó cái mền nó quăng lại chỗ cái quạt á và không có một cái người nào cả bà mới quay bà kêu tầm ơi tầm tầm ơi tầm tầm ơi vậy tôi nói mày nghe nè vậy tôi nói mày nghe nè cái Tâm nói gì hả à? vậy cũng à? vậy nay mệt mẹ kêu kêu tầm ơi sao hồi nãy tao ai ôm tao ai nói gì hết tầm ơi ghê quá tầm ơi thì yên tâm nó mệt quá yên tâm nó, nó nó quá đuối rồi nó cứ là khùng điên quá mày mớ mày nó quá chị nói bắt đầu là bạn mới nói thôi tầm mày bây giờ mày, mày mày không ấy thôi bây giờ mày đổi chỗ cái tao đi mày đổi chỗ cái tao đi thì yên tâm nó kêu ừ, rồi, rồi, rồi 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 đổi đổi, đổi mệt quá ngủ cái yên tâm nó lết 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 qua cái bạn lăn qua người yên tâm bạn bạn nằm bên hướng bên này chứ bây giờ còn cách nào nữa bây giờ đúng không đó rồi bắt đầu là bạn mới nhắm mắt bạn ngủ thì lúc này bạn gặp ma rồi sau đó bạn không có gặp ở ngoài đời nữa bạn nói là tại vì câu chuyện này xảy ra cũng lâu cũng 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 vài năm rồi thì bạn nói là không có nhớ rõ tại vì bạn chỉ nhớ được từng chi tiết chính xác nhất cái hiện tượng mà nó ôm bạn và nó nói rù rì nó xin bạn ngủ chung nhưng mà rồi sau đó khi bạn nằm bạn ngủ bạn nói là bạn nằm mơ cũng phải là ba bốn cái giấc mơ bốn năm cái giấc mơ liên tiếp mà cứ mỗi lần mơ bạn bạn giật mình bạn mơ cái bạn giật mình vậy cái bạn ngủ tiếp là bạn mơ tiếp đó những cái giấc mơ nó cực ngắn nó 15, 20 giây, 30 giây, một phút vậy thôi Thì bạn nói là bạn thấy là có một nhỏ con gái Không biết là thật sự là bạn có nó cũng không biết là lớn hơn bạn hay nhỏ hơn bạn Mà chỉ là tầm tầm cái độ tuổi của bạn đó Đó là độ khoảng cỡ mười mấy đến đến 20, 21 trở lại đó cứ đứng ở trước cái phòng trọ nhà bạn mở cửa tan quan đứng trước phòng trọ ngoài trời mưa đùng đùng người ướt nhẹp và cứ đứng ở đó và chị ơi chị chị cho em vô ngủ chung chị 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 cho em vô trú mưa chị chị em bị lạc đường cứ mỗi một giấc mơ là cô đó cô nói thành công giấc mơ đầu tiên là chị chị em bị lạc đường cho em vô ngủ cái giấc mơ bắt đầu là giật mình vậy bạn giật mình dậy xong cái bạn cái... tại vì quá mệt mà ngủ tiếp thì vừa mới nhắm mắt được chút xíu cái vô giấc cái chị ơi chị chị ơi chị, chị chị cho em vô nha chị em lạnh quá em lạnh quá chị ơi đó là giật mình nữa đó là cứ cứ như vậy đó thành ra là bạn nói là bạn không nhớ được cái thứ tự không nhớ được cái chi tiết chỉ nhớ nôm na là bốn năm giấc mơ giấc mơ nào cũng giống nhau ở một cái chỗ là à cái người phụ nữ đó đứng trước cửa nhà trọ à, và cái nội dung thứ hai là xin vào trong đây để ngủ chung nhưng mà chỉ có một cái là mỗi một giấc mơ là một cái câu xin khác nhau một giấc mơ lạnh quá một giấc mơ chị ơi cho em vô chị giấc mơ thứ ba là à, chị ơi em lạc đường cho em vô ngủ chung á à, là cứ như vậy đó rồi cho đến sáng hôm sau luôn bạn nói nha đến sáng hôm sau ác một cái á tại vì sáng hôm sau á là bắt đầu là bạn tâm á là bạn lại có một cái lịch là bạn sẽ đi lên trường sớm à còn cái hôm đó là bạn với anh á là bạn được nghỉ buổi sáng thành ra khi bạn cũng mệt mỏi mà gặp ma mình ngủ nướng rồi ông tâm nó đi hồi nào nó cũng không nói mình biết luôn ngủ dậy quay qua quay lại thấy mền gói của ông tâm được xếp ngay ngắn xe của nó mất tiêu là biết là là nó đi học rồi đó đó bằng bật mà ngồi với đâu khoảng chừng cỡ 7 giờ mấy 8 giờ trời ơi bạn nói nha bạn bật bạn ngồi vô một cái mà nói y như có ai mà gị hai cái vai bạn kêu bạn nằm xuống vậy đó không phải là ma mà ý bạn nói là hai cái vai bạn nó nặng nó nặng trì mà hai cái hai cái vai mọi người tưởng tượng là con con người bình thường mà là cái vai như vậy đó mà mọi người nhìn màn hình nè à, nhưng mà lúc đó bạn khi bạn tỉnh thì là cái vai bạn nó cứ gì nè nó cứ bị sụ xuống như vậy bạn nói tối ngủ không sao cần khớp mẹ đó rồi sao mọi à, mỗi cái dài quá vậy ta ở là cứ như vậy đó cái cũng hơi cũng ráng cũng ngồi vậy đi vô nhà tắm mà nó trời ơi nó nó nặng nề mà cái người nó mà nó là không có bệnh nha bạn bạn không bệnh đã lấy đồ đo độ đồ nọ là bạn biết con người bạn không bệnh không hề viêm họng không hề sốt không hề nóng gì cả đo độ là 35 36 độ thôi chứ không có nhiêu đó mà bà nói là sao mà cái người mình nó quế quải mà nó nặng kỳ cục quá đi đánh răng xúc miệng rửa mặt xong rồi tỉnh táo rồi mới sực nhớ đến cái giấc mơ tối hôm qua mới sực nhớ đến cái hiện tượng hôm qua mà bạn nói đó cái thời điểm khi mà bạn đánh răng xúc miệng xong bạn ngồi bạn nói hay là tất cả những cái đó đều là mơ ta cái khúc mà nó ôm mình cái khúc mà nó nói cái gì? gì? trời mưa lạnh quá rồi lạc đường cho em ngủ chung với hai chị hay là cái đó cũng là mơ luôn ta à mọi người hiểu mình không có nghĩa là là là, là bạn nói là là tối hôm qua cái đó là thật nhưng mà tại vì sáng sớm bạn tỉnh dậy bạn còn say ke bạn bạn cứ tưởng đâu toàn bộ những cái cái bạn gặp đều là mơ đã nhưng mà rồi thôi bắt đầu là bạn nói thôi bây giờ để mình gọi mẹ mình thử cái coi thấy không cái bắt đầu mẹ bạn ở hậu giang á mới gọi ở xin lỗi lúc quê của bạn ở hậu giang nhưng mà thời điểm đó mẹ của bạn là đang ở đồng nai chứ không phải là là ở hậu giang Chứ bắt đầu bạn mới gọi mới nó mẹ à, tối hôm qua con gặp về 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 nè à, con có cần phải à, cúng kiến đồ hay sao không cái mẹ mới kêu trời đất ơi, như vậy là cái nhà trọ đó là có ma rồi hả bây giờ đ, 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 trả thì phải, phòng trọ thì phải trả rồi đó nhưng mà thôi bây giờ là giải quyết trước đi tao á trên đồng nai này là có một cái chùa là cái chùa châu thới mọi người nhớ cái chùa này nha nếu mà được thì mọi người có thể là, là, là lên đây coi coi sao tại mình thấy cũng rất là hay đó rồi cái chùa châu thới ở đồng nai mà địa chỉ chính xác ở đâu cũng không biết luôn thì mấy nói thôi bây giờ gì nè còn tiền không còn tiền thì còn không rồi tao chuyển tiền Đi ra đón xe đòi rồi đòi lên đồng nai kiếm cái chùa châu thới gì đó có đưa địa chỉ hết trơn gì đó đó rồi bây giờ để lên trên đó để kêu sư thầy để thỉnh một cái mẹ quan âm về để trong nhà trọ đi để cho dông nó đừng có theo nữa rồi sau đó muốn trả thì trả tại vì mẹ với lại bạn của anh cũng biết là khi chúng ta thuê nhà trọ chúng ta trả nó 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 phiền phức đủ thứ cái hết trơn á nào là tiền cọc nào là dọn đồ còn phải hỏi ý con tâm nữa hai đứa ở chung với nhau mà chứ phải ở mình đâu thành ra là trước tiên bây giờ là phải đón xe lên trên đồng nai thỉnh một cái tức tượng quan âm về để đó cái đã đã thì chỉ là như vậy thôi chỉ muốn lên trên đồng nai chỉ vì cái mục đích như vậy thôi mọi người coi nè trời ơi từ cần thơ mà đi lên đồng nai nha quậy phá thì thôi nhé luôn mọi người thì bà nói lúc đó, đó thì bạn vẫn còn tiền tại vì bà nói là sinh viên của bạn lo lo bạn cũng đi làm thêm rồi nọ thì đúng đỉnh trong túi lúc nào cũng mấy triệu mấy triệu cũng có cái bắt đầu là bạn dậy xong nha quyết định là bây giờ đâu đâu có đâu có chạy xe ra bạn nhờ một cái chú xe đơm nhờ một cái chú xe đơm nha là chở ra ngoài chỗ bến xe cần thơ để đón một chiếc xe về đồng nai thì theo như mình nghĩ là cái tuyến cần thơ đồng nai thì đó là hai cái tỉnh nó cũng lớn mà đúng không thôi bây giờ là kể đầu tiên á leo lên xe đội nó bảo hiểm ông này không chạy được chừng cỡ cây số thôi là lũng bánh xe được chưa? Ông, ông xe ôm đầu tiên nha, mọi người nghe kỹ nha Ông xe ôm đầu tiên chở bạn gần tới bánh xe là lũng bánh xe Đã bắt đầu là xuống, bắt đầu cũng tính là cũng gần gần chỗ đó Nó cũng có chỗ giá, tưởng đâu là hên, tưởng ở trong cái rủi nó có cái mai Tới đó xong, nó ừ, là bây giờ cái ruột banh luôn này Ờ à, thôi giờ thay ruột, cái ruột nó có bao nhiêu tiền Ở đây chưa có ruột sẵn, mới có sáng sớm mà hết rồi Thôi bây giờ phải đợi đến khoảng chừng có đâu 1 tiếng, hai tiếng nữa Ra ngoài chợ người ta mới bán ruột mới đem về là phải đợi một hai tiếng nữa nó, nó kiểu như là những câu chuyện nó rất là ngặt nghèo à, nhưng mà do cái ông xe ôm này ông cũng ở nhà trọ đó ông cũng quen kêu thôi bây giờ là đi ra đón xe khác đi rồi, rồi, rồi chứ bây giờ đợi một hai tiếng mới giá được thôi con đón xe khác đi con đó là bạn mới đi qua đến xe ôm, xe ôm thứ hai đó thì khi mà đến cái ông xe ôm thứ hai như vậy chạy gần tới bến xe thì cái xe nó bị sực 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 cái gì đó bị hư cái gì đó bạn cũng không biết luôn à nó bạn ổng ổng cứ đề đề nó cái gì ta mới sáng sớm không lẽ bị ngợp xăng hay là cái gì đó nó vô lý đến nỗi như vậy tôi ơi hai ông xe ôm liên tục nhưng mà lúc đó là chỉ còn có 100 trăm mét nữa tới bến xe thì bạn cũng xuống bạn cũng trả đúng y tiền như vậy rồi bạn mới đi bộ lại chỗ bến xe thì khi mà đi bộ lại chỗ bến xe như vậy bạn quằn hết cái bến xe trong đó luôn Lớp nào thì xe mới vừa chạy, lớp nào là phải đợi 3 bốn ba tiếng đồng hồ nữa, đầu giờ chiều, 1 giờ trưa mới có tuyến. Đó rồi, rồi nó đủ, đủ thứ trò là không còn lớp mà, ở ừ, có mà phải ờ à, là phải bắt xe lên cái chỗ nào đó rồi bắt đầu là mới bắt thêm một xe nữa mới về được tới Đồng Nai. Rồi phải bắt thêm một xe nữa mới tới được cái chỗ chùa đó, bánh xe gần chùa nó tùm lum tùm, tùm lá chân mới nói, Ui, cái gì đâu mà bạn nói là bạn muốn banh cái đầu luôn mà thời điểm đó nhân hai cái vai bạn nó nhức lắm bạn nói bạn đi y như là bạn đeo cái ba lô thật ra không có tại vì bạn chỉ nghĩ là mình đón xe lên chùa mình thỉnh tượng của âm mình đem về thì mình, phụ nữ thì mình đeo một cái túi sách nho nhỏ vậy thôi hả à. điện thoại bóp ví rồi vậy thôi à chứ đâu có đem ba lô gì đâu mà y như là đeo ba lô đó cái đòi cuối cùng bắt đầu là mới có một cái ông xe ôm Ông mới nói bây giờ đi đâu Thấy mày nãy giờ mày đi vòng vòng trước bến xe này hoài Cái bạn nói dạ con muốn đi đến à, lại chỗ đó Ở Đồng Nai vậy vậy đó Cái mới kêu ở đây đó thì uh, Tao biết có, có nhà xe mà nhà xe bên ngoài thôi Tao không vô bến xe Thôi để tao chở mày đi đó là bắt đầu mới chở vô trung tâm Cần Thơ Nó đường gì mà không nhớ nữa là nó có một cái chành xe nó có một cái chành xe và chuyên là gửi đồ thôi nhưng mà lâu lâu là có một cái chiếc xe bớt á à, chiếc xe xe ấy đó là người ta sẽ ghé đó người ta lấy đồ người ta sẽ chở về đồng nai là đi về được cái hướng đó thì đương nhiên cái ông xe ôm thứ ba này là không có vấn đề gì nha mọi người nha chỉ là à là đường xá nó hơi đông đúc rồi bạn mệt mỏi vậy thôi nha đã rồi tới đó xong bắt đầu bạn ngồi ở cái chỗ chành xe đó bạn ngồi khoảng cỡ một tiếng đồng hồ là đến 9 giờ mấy nó bắt đầu là mới có một chiếc xe đó thì đó là một chiếc xe 30 chỗ thôi chứ không phải là một chiếc xe bít 50 chỗ nữa xe nhỏ 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 mà xe mà đời tống đó đó là kiểu vậy xe mà ngày xưa mà ông vô Bảo đại ông không xài xong bỏ lại nó kiểu vậy nó cũ á à, rồi cũng chấp nhận cũng lên trên đó ngồi rồi bắt đầu là lúc mà khi mà bạn được lên xe rồi bạn hỏi kỹ lắm nha à cái xe này có phải là chạy thẳng tới chỗ đó luôn hay không thì ông là xem ừ xe chạy thẳng đến chỗ đó luôn cứ ngủ một giấc đi từ đây đến đó là khoảng chừng cỡ đâu bốn năm tiếng gì lận cứ ngủ một giấc đi đó rồi bạn cũng ngủ thì bạn nói nha khi mà bạn ngủ lại tiếp tục bắt đầu cái chuỗi giấc mơ đó những cái chuỗi giấc mơ ngắn ngắn mà hồi nãy mình kể với mọi người mùi nhớ không là cứ nhắm mắt lại vừa thiếp đi cái bắt đầu đứng trước nhà người ngợm ướt nhẹp với cô gái đó chị 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 đi đâu vậy chị đi ai mở cửa cho em vô à, cứ vậy đó chị 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 đi về đi chị đi về mở cửa cho em vô em mở nhờ đi chị chị ơi em lạc đường rồi chị điên vậy ai mở cửa cho em Ờ à, chị chị trời mưa lạnh quá chị về chị mở cửa cho em là tất cả mà bà nói là lúc mà trên xe buýt nó nhiều lắm bà nói là cũng phải là bảy tám cái giấc mơ liên tục không dám ngủ luôn mà bà nói là bạn mệt mà không dám ngủ bạn ngủ trong vô thức mà trong vô thức ngủ là lại vô thức gặp cái 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 giấc mơ đó nó cứ như vậy đó à, và cái nội dung là họ cứ kêu về không có kêu đi kiểu như là không có cho bạn đi nó cứ về đi chị về đi chị về mở cửa cho em vô ngủ đi chị chị đi ai mở cửa cho em mà cứ như vậy vậy đó à rồi đó là về giấc mơ mà nó lúc này là bạn sợ nhưng mà đó là cái tình hình là nó càng ngày nó càng nghiêm trọng phải nói như vậy là cái tâm lý của bạn á sáng nay á khi mà mẹ bạn kêu à lên trên cái chùa đó thỉnh văn âm về nọ đồ bạn nói thật luôn nha bạn cũng không muốn đi cho lắm đâu tại vì trời ơi xa làm biến đi xe buýt này nọ đồ mệt mỏi còn phải nghĩ học tùm lum hết trơn nhưng mà rồi khi mà bạn lên bạn nói là đi hai ông xe ôm bị hư xe rồi bắt đầu là xe bít không có rồi là bắt đầu là bạn càng ngày càng tin rồi bạn nó hình như là nó không muốn cho mình đi rồi thì cái khao khát bạn muốn lên cái ngôi chùa đó để bạn thỉnh cái tượng nó về là càng lớn đã bắt đầu mới bởi vậy thì bạn mới đón tới cái chiếc xe ôm thứ ba để mà đi qua đây ngồi đợi một tiếng đồng hồ để mà lên một chiếc xe đợi tống để mà đi đó chứ không là bình thường là bạn bỏ về rồi đó thì khi bạn ngồi trên đây bạn gặp một cái chuỗi giấc mơ thì nó nói, trời ơi bạn càng mong muốn bạn càng 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 mong muốn bạn đã tới được tới đồng nai để mà bạn gặp sư thầy để bạn kể lại câu chuyện để mà bạn lấy được cái tượng quan âm này nọ đồ về thì bạn nói là khi mà cái giấc mơ đó bạn gặp lúc mà bạn bạn bật bạn, bạn ngồi vậy thì lúc đó là bạn nói là bạn tới được cái chỗ mỹ tho đó chỗ mà 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 trung lương ở ba trung lương rồi thôi mọi người em à rồi bạn nói là thôi bây giờ không ngủ được thức luôn chứ bây giờ ngủ mơ hoài thì rồi nha cái xe chạy thì lúc đó là không hiểu sao thì tới ngã ba trung lương thì thường là chúng ta sẽ chọn chúng ta đi lên cao tốc đúng không nhưng mà xe này không hiểu sao thì họ không lên cao tốc chắc là họ sẽ rước khách dù ở bên ngoài đó ha đó gọi là xe 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 umbrella đó xe dù đó thì họ chạy hồi đó bắt nói đâu nhớ là vừa lúc đó là là tới mỹ tho đúng không bắt đầu là qua tới gần gần chỗ long an đó. xe này bị hư cái xe này nó bị hư luôn mọi người nha tóc vô lại đang chạy sực 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 tóc vô lề vậy nè thì bắt đầu là trên xe nó ngợp tắt máy xe nó ngồi nó ngợp là bắt đầu là xuống ngồi là bà con cô bác đâu hai mấy người người tay sách nách mang ba lô vali là ngồi đầy dưới đường hết cái cảnh này mọi người đi miền tây mọi người thấy hoài à, lâu lâu xe hư thấy cảnh nó hoài à. đã để bắt đầu là ngồi đợi thì lúc cũng trông chờ cho sửa xong nhưng mà cuối cùng ông tài xế ông nói bây giờ đó là đang điều một chiếc xe từ ở dưới chỗ đâu mà 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 mà, mà cần thơ hay là cái đó à, là đang chạy một chiếc xe khác lên rước bây giờ cô cô chú ngồi đợi chút xíu đi chứ bây giờ cái xe này hư dữ lắm rồi sửa không được nữa rồi lại tiếp tục ngồi ngoài trời nắng chang trang chan, trang chan, trang như vậy một tiếng mấy đồng hồ để cái xe kia lên à đợi xe kia lên bắt đầu là mới sang qua cái xe thì cái xe này nó cũng cũ chứ nó cũng không có được mới cái gì cả đã rồi lại tiếp tục bắt đầu từ đó để mà đi Ừ, trời ơi nói nhanh nó gian nan cực kỳ thì khi bạn lên đây á không dám ngủ mà cứ ngồi cứ cứ phê phê cứ mệt mỏi mệt mỏi, mỏi bắt đầu trời mưa nữa trời mua tầm tả mua âm 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 mua tầm tả tầm tả như vậy gì nè đã rồi thì cũng lên được tới chỗ bến xe đó mà nói là khi mà lên tới bến xe đó đâu cũng phải là hai giờ mấy gần 3 giờ chiều trong khi sáng bạn 7 giờ bạn ra khỏi nhà trọ đó mà tới hai ba giờ chiều bạn mới tới được địa phận đồng nai ngay chỗ cái bến xe đó bạn bước xuống tới cái bến xe đó bạn hỏi cái chùa châu thới không một ai biết không một ai biết cái chùa đó nằm ở đâu luôn bắt đầu bạn gọi điện cho mẹ bạn hỏi rồi hỏi tới hỏi lui mọi người biết cái gì không bạn lên lộn xe có nghĩa là phải bắt nguồn từ cái ông xe ôm thứ ba đó ổng không biết con mẹ gì chân nó ừ là bây giờ ổng chỉ muốn ờ à, là chở đến đó có xe tới đồng nai mà mọi người biết không cái tỉnh đồng nai nó bự cỡ nào không mọi người cái tỉnh đồng nai nó bự dữ lắm đó là cuối cùng là lộn kiểu như là cũng đi cũng là tỉnh đồng nai đó nhưng mà lộn ở bên cái xã khác à và cái bến xe trong cái xã này người ta không biết cái chùa châu thới là cái chùa gì hết trơn À, rồi bắt đầu hỏi mẹ hỏi kỹ lại xã này xã kia xong bắt đầu là phải đón một chiếc xe từ bên xe bích của cái xã này qua bên cái bến xe của cái xã đó mới chính xác được là tới khoảng chừng cỡ 4 giờ mấy gần 5 giờ chiều bạn mới qua được đến đúng cái bến xe chỉ là đúng bến xe thôi nha mọi người nha chứ chưa vô được tới chùa nữa đó thì qua đến đây đó khi mà bạn vừa bước xuống xe là bạn nói là cái người của bạn mà nói là gần như là bạn chịu không nổi luôn á nó mệt á cái cái da bạn nó càng ngày nó càng trì nó càng nặng đó mà thì bạn đi bạn loạn chạy bắt đầu bạn tới chỗ thì bến xe bến xe này là một cái bến xe nhỏ thôi bến xe của cái xã thôi đó là hầu như là không không có những cái xe lớn nữa còn trời lúc đó là còn có những chiếc xe đa xu nữa nha mọi người xe đa xu màu vàng đó đó rồi tới đó bắt đầu thấy có hai ba chú xe ôm ở đó thì bắt đầu bạn 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 tới đó thì bắt đầu là bạn cũng hỏi cái chùa châu thới thì khi mà hỏi xong là ba chú này ba, ba chú này là biết tuy nhiên là người ta không có giành giật mà xe ôm người ta có nguyên tắc của người ta là chạy theo tour à là bắt đầu người ta mới chỉ ra rồi này giờ tới tour cái thằng đó mày tới đó đi làm cái ông kia ông đang ngồi ăn ăn bánh mì trong góc á là một ông cũng trẻ trẻ độ khoảng cỡ hai mấy ba mươi thôi trẻ lắm mà cái xe cũng còn mới 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 như vậy đó thì bắt đầu cũng bạn nói ừ nhìn thấy xe này nọ rồi cũng mới rồi thấy cũng trẻ này nọ rồi thấy chắc cũng cũng được đúng không thì bạn mới tới đó ừ anh ơi cho em em đi vô trong cái uh, uh, chùa châu thới đó thì khi mà tới đây rồi thì bạn mới biết là cũng không phải là do là xây tua gì cả mà ông đó ông ăn ổn mày cái gì chùa châu thới trời ơi đây vô đó tôi không biết tôi chở ông sao không kêu mấy ông chở đi dạ tại mấy chú kêu tới tu của anh nó tua con mẹ gì vô đường vô đó xấu chết mẹ luôn hà chạy mấy ổng sợ hư xe mấy ổng không chịu chạy mấy ổng đưa tới tôi đó chứ đúng là tu của tôi thiệt chứ mà nếu mà cái nào mà mồi ngon là mấy ổng đớp mẹ mấy ổng để dễ gì đưa tới tôi thôi đây vô đó đó thì uh, có chừng cỡ ba bốn cây số rồi à. mà tôi uh, ăn trăm rưỡi đó đã đi cũng đi, đi thôi à chứ dù uh, đó cái đường nó xấu lắm rồi nó cứ giờ đây rửa xe không là hai ba chục ngàn rồi đó tôi nói nghe là vô đó rồi đường xấu rồi nọ đồ, đồ hư xe tùm lum tùm lá trơn mệt vô lắm đó tôi ăn trăm rưỡi điểm đi thôi à đó là bạn nghe thì tiếp lúc thật sự bạn nói là bạn cũng không có nhu cầu trả giá nó thiệt bạn chỉ muốn là bây giờ tới chùa càng sớm xin lỗi nhưng ta nói năm trăm ngàn cũng đi nữa chứ đừng nó trăm rưỡi nó dạ 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 đi dạ đi đó ổng ăn ổng ăn vội ổn mày xong mới lên xe đưa nó một hiểm cho chạy thấy không rồi thì khi mà chạy mới đầu thì cái đường nó cũng còn ngon cái đường cũng là đường lớn đường tỉnh lộ nhưng mà đường cũng ngon bắt đầu tao đâu chặt vô cái hẻm nó trời nó coi nó xấu thiệt nó xấu mà nó xấu tàn canh gió lạnh luôn nha mà tuy nhiên vẫn có xe qua lại chứ không phải là một con đường vô rừng rồi vẫn không có đó mà nó còn có cả đèn đường nữa đó có nhà dân hai bên đồ đàng hoàng chỉ có một cái là không hiểu là cái đường đó xe công nông hay là xe ben xe tải gì có công trường chứ không biết nữa thì nó để là những cái lỗ nó rất là sâu mà nó 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 ấy lắm và nó trời mưa nữa nha mọi người nha trời cứ mưa không phải là quá lớn đâu à nó nó bạn tới nỗi bạn không cần phải mặc áo mưa chỉ như là cứ lâm râm lâm râm lâm râm như vậy nè đó bây giờ mặc áo mưa thì nó nực mà không mặc áo mưa thì nó ướt đó, nó cứ kiểu kiểu như vậy mà cái trời nó 5 giờ mấy mà gặp trời chuyển mưa nó cứ ui ui như là 6 giờ mấy 7 giờ đó là bắt đầu bạn ngồi sao trời nó coi nó y như là cởi ngựa mọi người nha đó nó cứ cà tưng cà tưng cà tưng bắt đầu cái nón bạn sụt lên sụt xuống bạn phải dịnh cái nón lại như vậy nè đó nó cũng đầy da tróc dãy tới cuối cùng xe cũng hư à tới cuối cùng xe hư luôn không biết là nó nói là hư cái gì ông nói là đang chạy mà thì mưa mưa lâm râm lâm nó để là những cái dũng nước đó thì chắc là ông đó ông nhìn cái dũng nước ông ông tưởng đâu là nó nông ai về là nó sâu ông mới lủi vô trong đâu một cái cạch cái xe ngã ngang qua À cái xe ngã nghe một cái cành xuống luôn đã rồi bắt đầu bạn mới té xuống như vậy Cũng dơ hết rồi bắt đầu cũng ngồi ngồi vậy Cũng phủi tay phủi chân Ông đó thì ông cứ lèm bèm suốt Ông kêu mé thiệt tình đó chứ Kèo thơm đâu có đưa mình Cái kèo thúi quắt như đưa mình đó đó giờ té hư xe mẹ mà cái xe mới mua là Lèm bèm tùm lum tùm la trên Rồi cuối cùng cũng đề cái máy xe lên chạy cũng được Thì những người nào mà đi xe số sẽ biết Đi xe số là là chúng ta sẽ thắng bằng chân Thì khi mà cái xe nó ngã qua bên tay phải như vậy thì cái cần thắng nó bị cái gì đó nó bị kẹt vô cái gì đó nó nó bị dính cái thắng xuống như là cái bàn đạp thắng nó bị dính xuống nó mới bó cái bánh sao lại không có chạy được nữa cái đó thì rất là dễ sửa chỉ cần cầm một cái búa đóng đóng cho nó bung ra là được nhưng trong thời điểm đó cây búa đâu ra có đôi khi có những vấn đề cực kỳ dễ giải quyết nhưng mà chúng ta không có dụng cụ để giải quyết thì thành ra nó cũng là một cái vấn đề khó à nó là như vậy mọi người ha không có cây búa ông ông đứng ông cứ kèm nhèm, kèm kèm nhèm. kèm trời bác nói rồi ủa anh ơi cho em hỏi đây vô trong chùa còn xa không anh chùa chùa cái gì đây vậy đó hả đi bộ đi đi đi, 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 bộ đi rồi đi, 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 đi đi, nào, -đi, đi, đi, đâu đi chổng chừng cỡ 200 trăm mét nữa tới rồi cứ đi vô đó đó không có sao không có gì chân ở trong đó nhà dân sáng trưng trong đó là đi cứ đi vô bình thường không có gì chứ, chứ bây giờ xe hư rồi tôi giờ phải đẩy bộ từ 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 nó mệt quá đi nè ổng chửi đương nhiên là ổng không có chửi thẳng bạn mà ổng chỉ là than thân trách phận thôi tính ra ổng cũng được rồi bắt đầu ổng bạn phải đưa cho ổng 300 trăm ngàn luôn thấy ông tội nghiệp quá đưa cho ổng cũng 300 trăm ngàn mọi người nghĩ ờ ừ, là bạn này sao xài sang không có đâu tại vì lúc đó thật ra là bạn trong túi bạn thời điểm đó là bạn nói là không tới 3 triệu bạc đâu à, nhưng mà bởi vì bạn mong muốn bạn đến cái chùa thiệt là nhanh để bạn thỉnh cái quan âm đó để cho dông đừng có theo nữa sao sao đó để bạn đi về thành ra là trong những tình huống ngặt nghèo mọi người nghe làm sao mà chúng ta bị chúng ta đang bị bệnh mà chúng ta làm gì làm sao trả giá được với thầy làm sao trả giá được với tâm linh làm sao trả giá được với bệnh viện đó thành ra là trong lúc đó là xài sang Lắm. cho luôn 300 trăm ngàn rồi cũng đi bạn đi bộ đó thì nó nói là nó bình thường nha đường đi sáng trưng à, thì thật sự là nó là đi bộ dễ hơn đi xe nữa đó đi sát vô lề cái đường thẳng băng đó cứ đi ngon ơ rồi nhà dân Rồi này nọ được sáng trưng bình thường thì vô cho đó bắt đầu là bạn mới thấy một cái chùa một cái ngôi chùa đúng là một cái ngôi chùa châu Thế và một cái ngôi chùa đó lớn nha cũng 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 tầm tầm đó nha chứ không phải là một cái ngôi chùa nhỏ bạn tưởng nó quẹo vô cái hẻm này sẽ là một cái ngôi chùa với như một cái ngôi chùa làng ha một cái ngôi chùa sớm cũng tự in nhỏ 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 không có vô trong đó là ngôi chùa cũng ok lắm á cũng nguy nga cũng tráng lệ lắm cũng đẹp lắm đó thì bạn bước đi vô trong đó thì khi bạn bước vô đó bắt đầu là bạn mới gọi cho mẹ bạn đi mẹ mẹ con 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 tới chùa rồi nè giờ vô trong chùa nói gì với người ta mẹ nói là mày vô trong đó mày gặp ai cũng được mày nói là mày vô thỉnh tượng quan âm thỉnh tượng văn âm về nhà thờ đó tại vì có hiện tượng là có dông theo vậy đó mà cứ nói với người ta vậy là là nói với mấy mấy sư thầy đó hay là chú tiểu vậy là người ta đưa cho gặp cái người chuyên mà cho thỉnh tượng văn âm á là trong đó là sẽ có một cái người sư chủ trì có một cái người thầy là chuyên về cái việc mà cho thỉnh tượng văn âm đó là giống như là khai quang điểm nhãn đồ đó không ha đó hay là tắm lá bưởi rồi đó là sẽ cái người thầy đó sẽ làm đó rồi bắt đầu là bạn mới đi vô bắt đầu bạn mới gặp mới đầu bạn gặp một cái chú giữ xe thôi bạn hỏi thì chú đó bắt đầu là mới chỉ đi vô bắt đầu là bạn mới đi vô gần chánh điện đó thì mình gặp một cái sư thầy đang ngồi cái đá thì bắt đầu là bạn mới kể câu chuyện như vậy đó bạn nói dạ thầy ơi cho con bạn không có kể câu chuyện của bạn nha mà bạn chỉ nói là thầy ơi À, cho con xin thỉnh một cái tượng quan âm cái thầy cũng nói trời ơi, con đi đâu nhà con ở đâu sao hôm nay đi xe tới hay đi bộ tới nói nhà nhà con với cần thơ trời ơi thì đương nhiên sư thầy là không nói chữ trời ơi mà cái sao mà cần thơ mà mà mà, mà lấy đi lên tới đây dữ vậy có chuyện gì nghiêm nghiêm trọng hay sao đó sẽ bắt đầu là thì lúc, lúc đó khi mà sư thầy người ta hỏi như vậy rồi để bắt là buộc bắt buộc là bạn phải kể nó dạ tại vì tối hôm qua con gặp Vầy 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 giày nè cũng kể tóm tắt đó là con mới gọi cho mẹ con thì mẹ con nói là tới đây rồi là thỉnh tượng văn âm về để đó cho dông đừng có theo nữa chứ mới kể xong hết sư thầy nói rồi rồi bây giờ con ngồi trên ghế đá đi con đợi thầy chút xíu thầy vô trong thầy kêu cái người thầy kia à, một cái người thầy kia, cái người thầy chuyên để mà cho thỉnh là cái người ông là cái ông khác đã rồi bắt đầu là mới ngồi xuống đợi mình Bạn nói là bạn ngồi đợi Hơn nửa tiếng đồng hồ Hơn nửa tiếng đồng hồ bạn nói là cái người thầy đó họ cứ họ không có tới gần mà họ cứ đi vòng vòng họ đi vô trong chánh điện họ đi chỗ này chỗ kia mà họ gặp một cái người kia rồi hai người còn xù xì qua lại còn nhìn nhìn còn chỉ 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 bạn lắm mà bạn nói xin lỗi nha cái lúc đó là bạn thứ nhất là bạn rất là mệt mỏi rồi mình kể hồi nãy giờ mình thấy cái quá trình không nó mệt mỏi nó nó rệu rã người bạn còn lúc đó bạn còn không nghĩ bây giờ nếu mình cầm được cái tượng quan âm trong tay rồi bạn đi về kiểu gì nè bạn còn không biết nữa nè bạn không biết mình đi về kiểu gì bây giờ thôi chắc là mình sẽ ghé nhà mẹ mình mình ngủ một đêm nè còn nghĩ tới mức độ luôn mà tại vì không biết sao mà bây giờ ngồi đây đợi nửa tiếng đồng hồ gần 45 phút rồi mà mấy ông sư thầy ông cứ đi tới luôn thì bạn mới nghĩ trong bụng như vậy nè sao mấy ông sư thầy nó không kỳ với trời mình đang gặp chuyện tâm linh mà đúng không mình đang gặp chuyện nó cũng hệ trọng mà sao mình nói với mấy ông mấy ông cho mình đợi gì đâu mà 45 phút đồng hồ bây giờ trời nó tối sụp luôn rồi không giải quyết cho mình mà cứ đi tới luôn mấy ông thầy này phải thiệt không ta hay là mẹ mình uh, nghe nghe đồ mới nọ đồ rồi gặp mấy uh, xin lỗi là nó dùng dùng cái từ đó hơi kỳ nha hay là gặp mấy ông thầy này mấy ông tào lao rồi mấy ông không có giúp mình rồi đó tại vì bạn đang bực mà đó thì rồi chút xíu sẽ bắt đầu là bạn mới chủ động bằng là bạn hỏi luôn bạn mới bạn đi lại chỗ cái người sư thầy đó bạn hỏi đó, thầy ơi cũng hơi bực xíu nha thầy thầy giờ thầy có cho con thỉnh không cho con thỉnh đại con đi về chứ sáng giờ con mệt con nói thầy nghe là đi con lên xe con từ 7 giờ sáng tự cần thơ rồi đó con xuống tới đây biết bao nhiêu cái khó khăn mệt mỏi con xuống tới đây bây giờ là mệt dữ lắm rồi thôi giờ thầy cho con thỉnh nè đi về đã xin cấp cái sư thầy mới nói là thôi con con cứ từ từ thôi bây giờ ra ngoài đó đi đợi sư thầy chút xíu sư thầy lại nói chuyện với con bạn lại dòng ra cái đó bạn ngồi bạn đợi thêm 15 phút đồng hồ nữa bạn muốn đi về luôn rồi đó nó cái gì đâu mà đợi thêm 15 phút nữa mà nó mệt mỏi mà cái hồi đó sau này bắt đầu mới tới bắt đầu mới cầm một cái chai nước suối đã mới là mới đưa cho bạn thì đưa cho bạn cho bạn uống nó là còn uống miếng nước đi xin lỗi vì tại vì giờ giờ này đó là sát sư thầy đó là à, không còn ở trong chùa nhiều nó chỉ còn có thầy với làm cái người thầy để mà cho thỉnh tượng quan âm thôi thì bây giờ thầy nói với con như vậy nè có phải là cái vong ở dưới chỗ mà con kể là một cái vong nữ đúng không đó, ngồi nên nhớ là lúc đó khi mà bạn kể câu chuyện đó là bạn kể tóm tắt chứ không phải là kể chi tiết như mình. Thành ra là bạn không có kể là cái người đó là nam hay nữ, bạn quên mất cái điều đó. Thì lúc này cái sư thầy đó mới hỏi. Thì khi mà hỏi như vậy là bạn mới nổi da gà. Đã thì bạn nói dạ 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 đúng rồi thầy. Nên đó, cái người đó cái 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 cô đó, cổ phá lắm đó. Cổ phá con từ ở dưới Cần Thơ cổ phá lên tới trên này thì cái đoạn mà bạn đi từ Cần Thơ lên này bạn bị phá bị quậy hay sao bạn cũng không có kể luôn bạn chỉ kể cái chi tiết là bạn gặp cái người đó giấc mơ vậy vậy và muốn thỉnh quan âm thôi bạn chỉ kể tóm tắt trong vòng 3 phút một câu chuyện mà đó không nó thiếu nhiều chi tiết lắm thì cái chi tiết bạn bị quậy từ Cần Thơ tới đây bạn không kể mà bây giờ sư thầy đó ông nói gì đó Đấy, trời cái, cái, cái cô đó cũng quậy lắm nha à là cổ đã không có muốn con lên trên đây đâu là cổ đi cổ đi theo con từ nãy đến bây giờ luôn đó đó bây giờ đó là cổ cô, cô đó, đó bây giờ là cổ đang ở trong chùa rồi đã nãy thầy á, có trao đổi với lại sư thầy kia á, thì sư thầy kia nói á, là cái vong của cô rồi đó là muốn là ở trong căn nhà đó luôn là cái căn nhà mà con đang ở đó cái vong đó đó là vong đi ngoài đường đi vất vả vất vưởng quan hồn vất vả vất vưởng lên thì cái trời đó là cái trời mưa thì trong hồn tôi sợ bị xét đánh mọi người thì đó là trời mưa Người ta mới trú vào trong cái nhà trọ con Nhưng không ngờ là con lại hạp vía Đó là một ông Kiếm như là ông sư thầy nói là đó Một cái sự tình cờ chứ không phải là sắp đặt Không phải là dông thấy con hợp vía rồi mới theo Mà là vong chỉ muốn vào trong đó Để mà trú nhờ Không ngờ lại gặp con hợp vía đó, à, mọi hiểu vấn đề chưa? Thành ra là sẽ muốn ở đó luôn và muốn con ở đó luôn giống như là để mà cho con bầu bạn với lại cái vong đó vậy đó. Đó, tuy nhiên hồi nãy giờ con đợi lâu á, là sư thầy trong kia là đang tụng kinh niệm vật, đang hồi hướng để làm sao cho cái vong này sẽ ở trong cái ngôi chùa này luôn chứ không có theo con về nữa. Trời ơi, bạn nói, bạn nghe đến đó là bao nhiêu cái hoài nghi bao nhiêu cái bực dọc mà bắt đầu bạn thấy có lỗi vô cùng nãy giờ mình chửi mấy ông thầy mình chửi trong bụng không <laughs> mình còn tỏ thái độ bực bội mình chửi trong bụng mà ai dè nãy giờ hai người sư thầy đang cố gắng giúp cho mình còn bạn nghe bằng rất là mừng cấp tôi nói, dạ, dạ dạ dạ, dạ, nếu mà vậy tốt quá thầy ơi chứ con sợ quá thầy ơi. Vậy là con cũng không có cần phải trả nhà trọ nữa hả thầy. thì đó, đó thì tùy con thôi thì bây giờ là, con ráng con đợi thêm chút xíu nữa đi. Thì kết quả cuối cùng là chút xíu nữa thầy cũng nói nhưng mà nếu như đó mà cái vong của cái cô đó đó mà chịu nghe kinh niệm Phật mà chịu mà mà hồi hướng đó là sẽ ở trong ngôi chùa này thật sự là con cũng không có cần phải thỉnh luôn cái tượng quan âm nếu như à là con tại vì nghe nói thì con cũng ở nhà trọ thì ở nhà trọ mình thỉnh đạo tượng âm mà con mang tới mang lui này nọ rồi nó cũng không có tốt đó nhưng mà nếu như con có tin tưởng con muốn thỉnh thì con vẫn thỉnh được thôi đó chỉ là nôm Na là cái vong đó họ không còn ở đó nữa họ đã ở trong cái ngôi chùa này rồi đã thì đang nói chút xíu xong cái bắt đầu thấy nói thôi thôi bây giờ con ngồi con đợi xíu để thầy vô thầy hỏi rồi mới đi vô nó không phải là cái chánh điện nha đó chỉ là một cái nơi một cái nhà nhỏ 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 trong chùa thôi một cái phòng như đó thì đi vô đó mới đầu mới nói chuyện xong hết rồi bắt đầu là sư thầy mới đi ra thì sư thầy đó, đi ra bắt đầu mới nói là cái người sư thầy mà mà đang nói chuyện với vong hồi nãy giờ đó là rất rất là mệt rồi Giống như là nãy giờ đọc tụng kinh niệm Phật để mà trao đổi để mà hồi hướng cho cái vong là khoảng cỡ 45 phút tới một tiếng là rất là mệt. Thành ra là sư thầy đó là không có ra nói chuyện với con được. Thì bắt đầu là bây giờ xong rồi đó. Bây giờ cái vong đó là sẽ ở trong cái ngôi chùa này luôn. Đó thành ra bây giờ là con muốn thỉnh tượng âm nữa hay không? Thì bạn mới suy nghĩ tới luôn đó thôi. Thôi bây giờ biết thì tới đây thì việc nó cũng đã xong rồi. Tuy nhiên thôi bây giờ cái người Việt Nam mình mà thôi cứ thỉnh đi cho chắc à, mọi người hiểu không thôi cứ thỉnh về đi bây giờ dù sao cũng tới đây rồi đúng không bây giờ không thỉnh nhưng mất công nữa này, thì... dạ thôi sư thầy chạy cho con cho con thỉnh về luôn đã để, để con con thờ cúng này nọ để cho con an tâm cho nó ấm cúng nhà cửa đã rồi sau này bắt đầu mới đi vô rồi chờ chút xíu mới đi vô trong đó xong cũng phải đâu mười phút nữa mới đem ra một cái giống như là mọi người đi ra ngoài chợ mọi người mua những cái lư hương mua cái này cái kia mua tượng thần tài thôi điện người ta hay gói vào trong cái giấy báo phải không thì ở đây cũng y trang vậy cũng gói 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 vào trong cái giấy bán đã rồi bắt đầu á thì sau cái bắt đầu là cũng đưa đưa cho bạn xong rồi đó ờ à, vậy xong rồi đó rồi bây giờ con muốn đi về hay là con muốn ngủ tại chùa thì bắt đầu là bạn mới gọi cho mẹ bạn thì bạn không hiểu lý do tại sao bạn gọi không được à bạn gọi cho mẹ bạn bạn gọi hoài bạn gọi không được luôn nha đã thì chút xíu sau cái bắt đầu á, là cái ông mà bị hư xe đó nãy giờ ông sửa xong rồi bắt đầu mới chạy tới chùa luôn À cái này là một cái điều bạn nói không biết có phải là cái sự tâm linh hay không thì bạn không biết nha. Tại vì bạn tính là bạn đi về nhà của mẹ bạn, tại vì bạn nói là bạn chưa biết chỗ ở của mẹ bạn nha. Tại vì mẹ bạn lên Đồng Nai cũng ở trọ cũng đi làm mà chưa có biết thông tin địa chỉ. Như bạn đang ngồi bạn đợi đợi thì bắt đầu bạn thấy cái ông xe ôm đó ông tới khi bắt đầu bạn ra bạn nói chuyện thì ông sơn ông mới nói nói trời ơi tôi cũng bật thiệt đó chứ mà à, nãy tôi lấy giá trăm rưỡi đó là tôi là bao rồi chở đi chở về tại vì đi chùa là phải đi về với đi chùa đâu ở luôn thành ra là tôi thư xe xong rồi tôi vô tôi rước cô về nè đó trời ơi bạn mới nói trời ơi cái lúc đó mà hơn mình cũng trả cho ba trăm ngàn đúng không cái bạn mới quay và bạn mới nói với sư thầy đó dạ thầy ơi vậy thôi cho con xin phép con đi về thì bạn cũng tính rồi thôi bây giờ mình ra tới bến xe đi mình gọi cho mẹ mình sao rồi mình mình biết địa chỉ mình qua đã rồi cuối cùng bắt đầu bạn lên trên xe thì khi mà cái xe đó vừa và đó là lúc đó khi bạn biết là cái dông nó còn ở trong chùa ở trong chùa rồi đó nha mà bạn vẫn còn rất là nặng cái vai đó nhưng khi bạn vừa bước lên bạn ngồi sau lưng cái ông đơm này ông chạy thôi ông vừa chạy khoảng chút xíu thôi là bảo là hai cái vai bạn nó nhẹ liền thì nó rợn mà nó là nó rợn cái xương sống một cái là giống như là một... chúng ta đang mệt mỏi chúng ta nóc lon tăng lực vô kiểu như vậy đó nó tỉnh táo mà hai cái vai bạn nó thẳng bưng lên bạn cứ ngồi đằng sau bạn cứ bạn cứ ngồi đằng sau lưng mà cái dài bạn cứ gì nè à, bạn kiểu như bạn kiểm tra bạn test ấy hết mỏi rồi nè ấy ấy ui ui ngon lành rồi nè à là kiểu vậy không thì bỏ lấy điện thoại bạn gọi cho mẹ bạn gọi quay gọi quay gọi quay có không được đã nhưng mà rồi cuối cùng khi bạn tới đó xong có nghĩa là cái lúc mà bạn đi nó khó khăn tới cỡ đó nhưng lúc bạn về là nó cực kỳ dễ đầu tiên là ông xe ôm cũng tới chỗ ông rước bạn được chưa chở bạn tới trên đó xong ông trả lại cho bạn trăm ngàn à, ông cho nó nhìn thấy cũng tội nghiệp vô trong chùa này thì chắc là bị tâm linh mới vô chùa này ông còn nói gì mà thấy cầm cái tượng là biết rồi à, thôi là chắc có gặp tâm linh rồi mới vô chùa này đúng không thôi giờ tôi lấy 200 trăm tại vì nãy tôi lấy cước tôi trăm rưỡi với lại nãy sửa xe cái trống sửa năm chục là 200 thôi tôi trả lại trăm ngàn đã đợi về đâu tôi chỉ cho nói, à, em về cần thơ vậy ông chỉ đúng một chiếc xe một tự nhiên tới đây lúc lúc bạn ở đây thì có một cái xe một cái xe buýt năm chỗ nó là nó đậu đây ừ là đang có tuyến cần thơ luôn rất là trùng hợp nó sắp chạy đó thôi vô mua vé lên xe đi một nước một bạn nói là xong bạn cảm ơn ông đó không bạn lại bạn mua vé không bạn leo nó bạn ngủ một giấc một cho đến khoảng đâu cỡ 10, 11 giờ tối là bạn về đến Cần Thơ luôn. Bạn về đến đúng cái bến xe đó là bạn chỉ cần ở ra, đón thêm chuyến xe ôm 30 ngàn là về tới phòng trọ của bạn. Nó dễ mà bạn nói là cái chuyến lúc mà bạn đi về là gần như là bạn không biết cái gì luôn. Tại vì ngủ ngủ một cái giấc mơ rất là ngon không có mộng mị cái gì cả lên xe nằm chập mắt mở mắt tới cần thơ rồi đón xe ôm đi về đi về đến nhà trọ nó nó dễ dàng vô cùng luôn kìa trời ơi, bạn về đến nhà trọ mà bạn nổi da gà luôn nhưng mà nói trời ơi đúng là thiệt á dông nó theo nó quậy là nó, nó nó, kỳ cục lạ đời thì buổi sáng mà đi trần ai mà buổi lúc mà xong giải quyết rồi nó về một cái cách mà nó dễ dàng như vậy đã rồi về đến đây thì đương nhiên bà tâm bà ngồi ở nhà bà nói làm gì mà đi đâu sáng giờ tôi nhắn tin mà không trả lời cuối cùng mở tin nhắn ra mới thấy là nhắn tin mà không biết tại vì lúc đó bạn cái lúc mà bạn bị dông theo đó thì bạn nói là bạn mệt mỏi bạn không có thèm kiểm tra điện thoại nói chung là bạn để chế độ im lặng hay sao đó bạn không có biết cái gì cả nói chung là bạn rời khỏi cái cái cái, cái, cái thế giới luôn mà chỉ muốn là đi đến đó để bạn thỉnh cái tượng về cuối cùng bây giờ lục ra mới thấy tin nhắn quá trời tin nhắn như bạn thì bắt đầu bạn mới ngồi xuống bạn kể cho ông tâm nghe kể đầu đuôi hết như vậy thì tâm cũng rất là sợ tuy nhiên là cũng biết là bây giờ thứ nhất là đã có tượng văn âm rồi à, mà cái thứ hai nữa là cái vong đó họ đã ở trên chùa rồi thành ra là thôi vẫn tiếp tục ở cái nhà trọ này tại vì nó gần trường nó cũng sạch sẽ nó cũng ok tất cả mọi thứ thành ra thôi vẫn tiếp tục ở chứ biết sao giờ đó là bạn nói là bạn ở luôn đến cả đến năm nhất luôn tới khi bạn ra trường luôn đó thì bạn mới khi bạn đi làm rồi đó thì bạn cũng trả cái nhà trọ đó mà nó nếu như cái nhà trọ đó mà nó gần chỗ làm chắc bạn còn ở đó nhưng mà thôi tại vì nó xa chỗ làm quá đi thành ra là bạn mới Mới trả cái nhà trọ đó lại ha mọi người ha đó đó thì đó đó là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay tuy là cái hiện tượng ma cỏ nó cũng không có quá nhiều tuy nhiên đây là một cái câu chuyện về cái vấn đề tâm linh nói về cái vấn về mà đi đi giải cái chuyện tâm linh như vậy rồi thì mình cũng biết đó, là sau cái câu chuyện này mọi người sẽ nhắn tin cho mình sẽ gọi điện tên mình rút kinh nghiệm nhiều lắm à vũ quê cho biết chính xác cái địa chỉ nọ nhưng mà thật sự nè trong cái câu chuyện này bạn này bạn không ghi quá rõ ràng một cái um, gọi là một cái cái chi tiết để biết được đó đó là một cái ngôi chùa tên là một cái ngôi chùa châu thới nó nằm ở dưới đồng nai rồi chỉ biết là như vậy thôi còn cái mà cũng không hiểu lý do tại sao thì bạn cũng không ghi chi tiết cho mình Và câu chuyện này thì bạn này bạn đã gửi cũng một hai năm trước rồi đó thì mình cũng đã công khai nên luôn thành ra mọi người muốn biết thì mọi người uh, cứ đi tìm hiểu trên google hay sao đi ha mọi người ha đừng liên lạc với mình tại vì liên lạc với mình mình cũng không có giúp được gì nhiều đâu đó thì uh, mong mọi người cũng thông cảm giúp mình ha Tới rồi đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay bây giờ đến um, câu chuyện thứ hai thì đương nhiên như nãy mình nói là mình sẽ quảng cáo một cái món nó hoàn toàn mới bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái clip mà ngày hôm qua đó là mình đã uh, chính thức là đã sáng tạo ra một cái món hoàn toàn mới ha mọi người ha rồi, ok, mọi người, hôm nay là mình chính thức là có món mới trong tất cả các chuỗi chanh giả tay của mình ha mọi người nha. Nó vẫn là chanh giả tay thôi, có nghĩa là mình và bạn Tuấn vẫn nghiên cứu trên cái chanh giả tay và thêm một chút xíu nguyên liệu biến tấu thành một cái loại nó hoàn toàn mới luôn nha mọi người nha. À, thì rồi đó chính là cái loại cái tên của nó đó là chanh à, giả tay, chanh giả tay mà chứ này cộng thêm dừa mọi người nha. Đó rồi vẫn là quảng đông thôi. Thì rồi, các bước ban đầu vẫn là như bình thường, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm luôn ha vẫn là bỏ ba uh, lát chanh vào như bình thường ha rồi thêm đá vào đây rồi đương nhiên thì do là cái uh, signature của nó thành ra là mình cũng không thể nào mình bỏ được cái bước là giả bằng tay như thế này tiếp theo là mình sẽ bỏ một chút xíu uh, cái rồi, cái chanh vào ha và đường thì do đây là cái bạn cái bàn mới mọi người thành ra là mình chưa có cái máy đường mình để vẫn để bên kia ha, rồi rồi đây, đây chính là cái bước uh, khác biệt mọi người ha. Cái trà này á, uh, lúc trước thì mình, uh, cái nguyên liệu cái cái trà này nó nó khác nhưng mà bây giờ cái trà này mình bỏ ít hơn một chút xíu. Rồi, rồi. Bà đây, cái bước uh, đây nè, đây chính là cái uh, dừa mọi người. Nhìn nó giống như là nước cốt dừa, mọi người nói ở uh, nước cốt dừa bỏ vào nó hơi kỳ nhưng không, cái này là một cái nó rất là bí mật luôn ha, mình không nói được. Uh, bằng với lại uh, cái định lượng của của trà luôn. À, trà bỏ bao nhiêu thì cái này bỏ bấy nhiêu mọi người ha Đấy. rồi bỏ vào rồi bước cuối cùng là chúng ta sẽ thêm đá như giống như là chanh giả tay bình thường thôi lắc lên À, lúc mà lắc em hồi thơm một thơm mọi người nhìn không? nhìn nó cái hỗn hợp của nó mọi người nhìn thì mọi người thấy nó giống như là trà sữa nhưng mà không mọi người nha đây nó vẫn là trà trái cây nha chứ không phải là trà sữa đâu nha mọi người ha mình sẽ rót một ly cho mọi người xem ha đó đây cái này cũng không có gì lạ đâu, mọi người đây chính là cái uh, dừa nướng đúng không Rồi. đây Rồi. Rồi. đây là một cái ly sản phẩm hoàn toàn mới mọi người ha rồi đây là ly dừa chờ dừa chanh giả tây vẫn là chanh giả tây quảng đông mà cộng thêm cái dừa sữa dừa ở trong đó uống thử cho mọi người xem ha đây. Uhm. Uhm. khi mọi người uống cái này á tốt nhất là mọi người nên uống thử cái chanh giả tây bình thường trước đi thì khi mọi người uống cái này đó mọi người sẽ thấy được cái mùi hương vị của chanh giả tay nó vẫn còn nguyên trong này chứ nó không bị mất nhưng mà kèm theo đó chúng ta sẽ có một chút béo béo nhẹ của sữa và thơm cái mùi dừa mọi người do là sữa dừa mà có nghĩa là khi mà biến tấu bỏ sữa dừa vào trong này á nó vẫn không làm mất cái nguyên gốc của cái chanh giả tay đâu cái hương vị nó vẫn còn vậy nếu mọi người cũng thử rồi và thêm cộng thêm cái này nó giống như là được ấp ray thêm mùi ha được ấp thêm nó rất là thơm nó rất là ngon luôn chúng ta uống như vậy á cái mùi dừa nó cứ thoang thoảng mùi dừa và sữa cứ thảo thoảng trong, trong miệng như vậy rất là ngon luôn đó, thì bắt đầu từ hôm nay khi mọi người xem được đoạn clip này thì tổng cộng là ba chi nhánh của mình địa chỉ mình để dưới đây ha. Đó, tổng cộng là ba chi nhánh của mình là đã có sản phẩm mới này rồi ha mọi người ha. Đó mọi người thấy là chạy ra bất kỳ chi nhánh nào cũng được. Cả ba nhánh đều đã có sản phẩm mới. Đây là sản phẩm trà chanh dừa giả tay quảng đông mọi người ha là chỉ duy nhất là vũ mập mới có trên thị trường thôi chưa chỗ nào có đâu nha mọi người nha đi ra thử đâu mọi người ok bye bye nha rồi đó là cái món hoàn toàn mới ha rồi chanh dừa giả tay người có thể là ra ngoài chỗ ba chi nhánh của mình hiện tại tới bây giờ là đã có và đó rồi người ra đó để uh, mà mua nhất là ngày mai là ngày chủ nhật mọi người đó sẽ rất là đông những người mua luôn ha những người nào muốn thử trước thì nên đi uh, ra ngoài đó để mà thử ha chanh dừa giả tay một món hoàn toàn mới thì um, có thể dự báo sắp tới sẽ là một cái trend luôn ha à, thôi rồi bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai ngày hôm nay thì câu chuyện này do một bạn mà này tên là Tuấn mà nó gửi về cái zalo cho mình thì bạn uh, bạn tuấn là bạn có kể do ba của bạn gặp được ở trong một cái trạm xá thì câu chuyện này nó xảy ra ở dưới cà mau mọi người thì ba bạn nói thời điểm đó là đó, đó là những năm 2000 đầu những năm 2000 thì ba của bạn là được đưa về chỗ cái trạm xá thật ra là ba của bạn là không phải là bác sĩ cũng không phải nói chung là không có qua bất kỳ một cái trường lớp nào cả tuy nhiên ngày xưa khi mặt cái thời mà thật thời còn chiến tranh đó, những cái năm mà sáu mấy đó là ba lại làm ở trong quân y có nghĩa là là làm có như là đi đi học đời luôn đó, đi học trường đời luôn chứ không có học trên trường ấy thành ra cái chuyện mà băng bó rồi mổ xẻ thì ba không biết thôi nhưng mà ví dụ như ba cái thuốc đồ này không rồi ba cái chuyện mà băng bó sơ sơ cứu này nọ thì ba biết mình tính nói sơ chế đó, sơ cứu thì trạm xá thì cũng chỉ vậy thôi mọi người buổi sáng này có bác sĩ rồi có này nọ chứ còn buổi buổi tối thì chỉ cần một người ngồi canh như vậy thôi nè rồi thì bắt đầu là những năm 2000 đầu những năm 2000 thì ba mới được đưa vào trong cái chỗ cái chạm xá đó cũng cách nhà mấy cây số thôi đó để mà vào làm ở trong đó thì uh, ba chỉ làm ca tối thôi nghĩa là 6 giờ chiều 7 giờ chiều 7 giờ tối gì đó ba tới ba giữ như vậy mới giúp ba trực Báo đó là gần giống như là làm bảo vệ vậy luôn á Lâu lâu cái đau bụng mới vô Ờ à, đưa, đưa miếng thuốc ví dụ như là à, Có đứt tai hay gì đó bắt đầu bà vô Ba mai lại mà ngày xưa thì bà nói là Nó không được chuyên nghiệp như bây giờ đâu Ngày xưa là mai lụi mà ví dụ như tiểu phẫu Là không có thuốc tê, thuốc mê cái gì hết trơn á là đưa vô dụ bị rách cái tay bị dao cắt cái độ quýnh lộn à, nhậu nhẹt quýnh lộn mà quýnh sao chảy máu rồi vô là mai sống vậy luôn nè đó và họ không có bị kiểu như là sát trùng gì hết trơn á nó vậy đó thì rồi à, buổi tối như vậy thì ba làm chung với lại à, hai cái cô đó thì cũng như cô là kiểu như điều dưỡng thôi à, y tá điều dưỡng gì thôi hè đó là trực chung ba người là như vậy thì ba nói ba làm nó được khoảng có một tháng trời lúc nào cũng là ba người chung với nhau như vậy rồi thay ca với nhau nghỉ ngơi như vậy à, mọi người ha thì à, rồi bắt đầu là đến cái lần hôm đó sau một tháng thì hôm đó thì hai cái cô này hai cổ mới nói á là Gần nhà hai cổ á, là có một cái hội chợ Thành ra hai cổ đó bây giờ là em trực với anh Đến độ khoảng cỡ 8 giờ đó Là anh trực mình giùm em nha Đó em đi coi ca, ca sĩ hội chợ hát Đến độ khoảng cỡ em đi xíu à Em đi 10 giờ, 10 rưỡi gì là em vòng ở đây Em trực với anh cho tới sáng à, Lúc đó thì ba cũng còn trẻ mà Thì ba cũng nói Ừ thì, thì hai đứa đi đi đi, đi 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 Có gì mua giùm tao ổ bánh mì về ăn nhưng mà rồi hai cô đó đi thì chắc là đi coi hội chợ xong xong cái đi theo mới <laughs> đi theo trai luôn hay sao là không quay về ba ngồi báo nó ba đợi đến khoảng cỡ một giờ khuya luôn cũng không thấy về ba nghĩ trong bụng thôi thôi chắc hai nhỏ này nó đi dẹo trai mẹ rồi thôi kệ đi cũng chị cũng anh em với nhau không mà thôi kệ nó ngày mai có gì mình mình ghẹo nó này nọ đồ mình kêu nó nó mua thuốc lá cà phê cho mình cũng được nói chung là cũng vui vẻ chứ không có buồn phiền gì cả thì đến một giờ mấy ba nói buồn ngủ tại vì cái giờ là cái giờ ba ngủ đó cái giờ là hai cái người kia phải canh cho ba ba ngủ cho đến khoảng chừng cỡ 3 giờ sáng ba ngủ 2 tiếng 1 giờ đến 3 giờ nhưng mà giờ không có hai cô đó là ba bắt buộc ba phải thức nó giống như cái bàn mình ngồi kể chuyện như nè thì nó có cái bàn để mà cấp thuốc cái bàn đó là kim đủ thứ chứ cấp thuốc rồi mai giá cái gì cái gì khám bệnh như là trên cái bàn nó hết là cái bàn bằng sắt ngày xưa là xài bàn bằng sắt mà có cái miếng kiến phía trên đó là nhét những cái vi xích này nọ rồi đó ha rồi bắt đầu ba ngồi buồn ngủ phê quá trời phê bắt đầu nằm xuống ngủ gục à mới nằm xuống mới nằm xuống ngủ nằm ngủ à rồi thì khi mà ba đang nằm ngủ như vậy đó ba mới nghe tiếng khóc tiếng khóc của một cái cái cô chắc cũng lớn tuổi mà không phải là khóc hu hu đâu mà kiểu như khóc mà khóc thúc thích á à là kiểu vậy cái bắt đầu là ba mới ngẩng cái đầu lên bây giờ dạ. Bà thấy cái cô đó cổ đang ngồi ở cái chỗ mà để mà chúng ta hay đi trạm xá bệnh viện nó sẽ có những cái cái ghế để mà cho 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 thân nhân bệnh nhân đầu ngồi đợi mà kêu tên đó mũi không? Lại cô đó cô đang ngồi ghế cô ngồi tuốt trong góc á. À chỗ đó thì khoảng chừng cỡ 5 7 cái dãy ghế là cô ngồi trong góc á. Cô mới ngồi mà cô cứ cuối là cô khóc. Thì á ba nói cái cảnh này nó nó quen thuộc lắm tại vì trong chạm xá nhiều khi là là, là đụng xe tét đầu gãy tay vô rồi phụ huynh thân nhân đồ vô khóc lóc mày nọ rồi nó bình thường ha ví dụ như à, là, là ví dụ như người ta cần mình ta lại nó kêu ừ anh ơi giúp tôi là giúp tôi kia thì mình trả lời còn không người ta ngồi người ta khóc thôi kệ người ta Cái liên quan gì nó bắt đầu là ba thấy ba, ba đang buồn ngủ ba nhìn ba thấy người khóc ghê coi con lo không lo dạy con để con bị này bị kia vô đây ngồi khóc mệt ghê cái ba nằm xuống ngủ nữa thì bây giờ mới nằm xuống mới nhớ nói ủa cái đêm hôm nay trong cái giảm xá này không có một cái ca nào cả không một ca nào có nghĩa là cái bệnh cái cái trạm xá thời mới là không hề có bệnh nhân không hề có thân nhân không hề có bác sĩ không hề có y tá điều dưỡng chỉ có đúng một mình ba ở trong đó thôi thì mắc mớ cái bà đó bây giờ đây bà khóc làm cái gì ba mới ngẩng cái đầu lên lần nữa bây giờ không thấy bà đâu nữa hết trơn mất tiêu không thấy bà đâu cái gì ghê tại vì lúc đó cũng tắt đèn tiết kiệm ngày xưa là tiết kiệm điện tiết kiệm khủng khiếp mọi người không xài là tắt không xài là tắt à bà nhìn lên mới thấy tối hù không có người nào ngồi đó chứ Để cũng hơi nổi hơi rợn da gà một chút xíu rồi nghe không cái gì ta hay là bà nào có bị chồng quýnh rồi chồng như sao hay là mấy ông cha xỉn mà miền tây mà hay có vụ đó xây xỉn xong rồi cầm dao rượt vợ rồi chắc là trốn vô đây ngồi khóc xong rồi khóc cho đã rồi đi rồi đó tại vì chạm xá là không bao giờ đóng cửa 24 trên 24 mở cửa tăng quát vậy nó ai muốn vô vô ai muốn ra ra hả đó cái bà nghĩ chắc là vậy đó chắc là bị chồng rượt quýnh rồi chạy vô đây núp rồi bây giờ chồng chạy đi rồi bây giờ đi ra rồi đúng không cái ba này nằm mà ngủ nữa thì bữa đó bà đang nằm ba ngủ như vậy xong cái bà nghe một cái một cái chuỗi âm thanh nha mà thiệt sự ba đàm trong trạm xá một tháng trời ba biết đã quen này trời ơi, chết con tôi rồi chết con tôi rồi bắt đầu là ba nghe tiếng chân tập trời ơi con ơi gán lên coi bác sĩ đâu rồi vô cứu con tôi vô cứu trời ơi máu quá trời máu chết thằng nhỏ rồi chết nhỏ rồi ba ngẩn lên ba nhìn thì lúc đó bên hông cái chỗ ba ngồi trực như vậy đó cái chỗ của ba là cái chỗ để mà khám bệnh thôi còn bên hông nó không có cái hành lang là sẽ dẫn thẳng xuống dưới cái phòng cái cái chạm xá nó như cái bệnh viện đó cũng một cái bệnh, một cái phòng khám thu nhỏ thì ba nhìn qua bên đó ba nói nha có hai người có hai người đàn bà đã và đang đang đùng đình đang rinh một cái người đàn ông mà máu me không mà đi thẳng lẻ 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 xuống dưới sao như vậy nè thì ba vừa thấy cảnh tượng nó bắt đầu là bật ba ngồi dưới liền Tại vì bà nói nha, bất kỳ một cái ca nào bệnh nặng cỡ nào cũng phải đi vào đây gặp mình, mình nói để mình sắp xếp sao sao đúng không? Mà sao tự nhiên thấy mà thường thường mà nặng như vậy không ai ghé trạm xám. Bệnh mà nặng như vậy là người ta chỉ lên hẳn bệnh viện tỉnh thôi bệnh viện tỉnh cà mau thôi đó hay là, là sao thôi hay là bệnh viện xã thôi chứ không bao giờ ai vô trạm xá nặng quá mà vô trạm xá chiên. cái bắt đầu bật bà ngồi vậy bà, cứ, bà dí ra đó trời ơi sao đưa vô đây rồi không có hỏi hang gì chân mà chạy thẳng cái rồi khi mà ba dí theo bà đó là cái người đó họ đi thẳng vô trong một cái dãy hành lang luôn cái bà cũng dí theo luôn mà kêu ơi ơi trời ơi thôi thôi, thôi 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 nặng quá đưa lên bệnh viện đi ở đây cũng không được đâu để đây chết cũng vậy nha à. thôi 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 trở lên trở lên kia ba cứ dí theo mà ba cứ nghe cái người đó họ la cái người phụ nữ đó là trời chết con tôi rồi bác sĩ đâu cứu cô tôi mất máu quá la khóc um sầm hết trơn thì ba dí được vô tới cái hành lang nó tối thui à có bật đèn đâu ba dí vô tới cái hành lang đó, cái mọi thứ nó im phăng phắc nó im phăng phắc nó không có một bất kỳ một cái gì nữa hết trơn bắt đầu ba vô trong đó nha ba thì lúc đó có, có đèn pin mà ba cầm đèn pin ba lại chỗ không tắt đèn á ba bật lên ngày xưa là cái những cái trạm xá là còn xài những cái bóng đèn dây tóc mình ngày xưa đó mọi người nó có một cái đi nóc vậy nè ba bật đâu ba bốn bóng, bóng đèn cho nó sáng là ba nhìn nguyên cái trạm xá có ai đâu có một mình ba hà trời ba nói nha không dám tắt đèn đụng rồi tay chân luôn nha đi đi từ từ từ, từ đi ra ngoài đó như mày đó bắt đầu là mới ngồi xuống đó ngồi điểm phật không rồi lúc đó trong đầu ba, ba, ba chửi hai cái cô đi tá ba chửi thì thôi nhé ba kêu hai con quỷ cái. hỏi chợ hỏi chiếc cho đã vô rồi đi theo chai, đi dẹo chai mẹ rồi bây giờ không canh với mình để mình thấy vậy 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 nè. Đó là ba nghĩ trong bụng ba trời ơi rồi, rồi rồi thôi gặp ma chắc là cảnh tượng nào đó rồi vậy vậy không. Ba thức kêu tới sáng luôn. Thì ba nói là tới khoảng chừng khoảng cỡ 3 giờ mấy 4 giờ ba nói là ba chưa bao giờ mà trông mong bệnh nhân như vậy. <laughs> thì đến độ khoảng cỡ 3 giờ mấy gần 4 giờ sáng thì cũng có một ca cũng ở dưới quê mà đó trạm xá thường là mấy cái vụ mà đau bụng nhiều lắm đau bụng mà ăn uống cái gì từ nửa đêm đau bụng đưa vô thì lúc đó là bắt đầu là có một cái người đàn ông họ đi chung với vợ họ vô nó ừ là đau bụng quá rồi ba cũng đưa thuốc thì nó ba rất là mừng ba ba còn cố tình là mà ba ngồi ba nói chuyện dông dài ba hỏi để cho nó qua thì giờ đó cứ là bắt là nửa tiếng đồng hồ rồi bắt đầu ba ba ngồi với ừ, thôi anh cứ ngồi đó anh nghỉ coi uống thuốc xong rồi cứ ngồi nghỉ để bà cho ba có người ngồi chung với ba cho ba đỡ sợ người không đã xong bắt đầu ba thấy là có người khác vô nữa bắt đầu ba ba mới cho người này về là cũng vô cũng lấy thuốc nhức đầu đồ hơn là, 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 kiểu như vậy thì cho đến sáng đã cho đến sáng xong bắt đầu là ba mới đi về thì khi mà ba đi về xong bắt đầu là ba ngủ bây giờ ba mệt mỏi ba ngủ tới trưa xong bắt đầu ba dậy ba nói chuyện với những người vòng vòng ba kể câu chuyện trong trạm xá đó thì người ta mới nói đó à thì trước khi mà 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 mày mà vô làm đó à là ngày xưa là chưa có bệnh viện gì đó thì cái cái những cái năm mà 97, 98 đó à là cái chỗ đó là không phải là trạm xá không nó giống kêu là trạm xá thiệt nhưng mà nó sẽ gần như là một cái bệnh viện luôn đó là những cái vụ tai nạn cấp cứu mai giá rồi sức đầu bể chán gì đưa vô đó là có bác sĩ lớn trong đó bác sĩ phẫu thuật này nọ đồ trong đó hết chấn thương chỉnh hình là có ở đó hết nhưng mà rồi sau này đó khi mà có bệnh viện rồi xây bệnh viện này nọ ở cách đó chừng có hai chục cây số gì đó mười mấy cây số đó thì bắt đầu là những người ta mới chia ra là bệnh viện cái bác sĩ chấn thương chỉnh hình rồi đó đa khoa đó là người ta đưa ra vào bệnh viện ở trong đây là chỉ còn lại đúng cái bản đất là cái chạm xá là cái nơi cấp phát thuốc rồi truyền nước biển rồi linh tinh linh tinh như vậy thôi nên thành ra khi mà cái chỗ này nó nó còn làm tích hợp bệnh viện đó thì đúng là đã có một cái ca đó tại vì bác thắc mắc hoài à bác nói à ví dụ như là hai cái người đàn bà đó ginh cái ông bệnh nhân vô cái ông đó ông bị tai nạn mất máu nhiều ông chết thì ổng chết thôi chứ mắc mớ gì hai bà kia bà hiện ra nữa nhưng không cái lúc đó khi mà được nghe kể lại là, là ông đó ông bị xe đụng thiệt ổng bị xe đụng máu me dữ lắm thì bắt đầu là mới báo hê lên thì mình tưởng tượng đi con, con em nhà mình thì vợ con mình chạy ra bắt đầu là cũng chạy ra thì cái người đàn bà một người đàn bà là mẹ một người đàn bà là vợ anh ơi anh ơi con ơi con ơi chạy như vậy thì nằm bị xe đụng giữa đường thì đang hê hey, hê hey, đang khóc la um sùm như vậy thì có một chiếc xe tải đã bị bất thắng nó quất một cái ột một cái là coi như là vợ và mẹ đi chung luôn đi chung với lại ông chồng luôn nha mọi người nha đã là đang đã rất là thương tâm như vậy luôn mà cái vụ nó rất là nổi tiếng nhưng mà lúc đó ba không biết tại vì thời điểm đó ba không có mặt ở chỗ đó ba đi đâu ở một cái tỉnh khác đó ba không biết đó là, thành ra là khi mà đưa vào trong cái bệnh viện là, là đưa ba cái xác vô chứ không phải là cái cảnh tượng mà ờ ừ, một vợ một mẹ đưa chồng con mình vô mà khi mà đưa vào trong bệnh viện này là chạm xá là đưa ba cái xác vô à, nhưng mà không hiểu sao khi mà họ hiện về cho ba thấy là họ lại nó họ hiện về cái cảnh tượng là à một mẹ một một mẹ một vợ đưa chồng con mình vô là như vậy chứ thật ra là cả ba người đều chết rồi mọi người À, rồi thì bắt đầu là đến à, thì ba cũng nghe xong ba cũng biết rồi phải không thì ba, à, ba cũng trong đầu ba là ba cứ trách hai cái người kia hai cái cô kia cổ đi như vậy vậy để mình gặp thì chiều hôm đó vừa gặp một cái sáu giờ mấy tới gặp là ba chửi chì thì thôi nhé luôn tụi bay đi như vậy như vậy nó ừ à, anh ơi anh thông cảm em đi hội chợ xong trời nó mưa quá em mà đúng thiệt là buổi tối hôm đó trời cũng mưa lâm lâm cái tụi em thôi để tụi em tạt về nhà luôn thôi nè em có mua một cây thuốc cho anh nào. mà ngày xưa một cây thuốc lá quý lắm nó anh có em có mua cây thuốc cho anh này anh thông cảm cho em, em xin lỗi thì từ từ cũng nguôi ngoai ha rồi thì sau đó chưa đâu sau đó khoảng cỡ một hai tuần nữa thì một trong hai cái cô y tá đó là có một cô được kiểu như là được lên chức được nâng cấp lên được đi học sau đó là được chuyển lên trên bệnh viện À, thì khi mà chuyển lên trên bệnh viện rồi thì ở đây thiếu một người bắt đầu là mới đưa vào một cái người thực tập vào một cái cô uh, y tá điều dưỡng thực tập gì đó còn mới ra trường mới đưa vào trong đây để mà làm thì cô đó bây giờ mình xin phép đặt tên là cô Quỳnh đi mình kêu đại mỗi cô Quỳnh đi ha rồi thì á khi mà cô Quỳnh này cô làm cô vào đây cô làm thì cô lại gặp một cái hiện tượng nó như thế này khi mà cô làm được khoảng có một tuần lễ Lúc đó là cũng khoảng cai chiều như vậy Thì lúc đó là ba cũng có mặt, ba cũng có biết Thì cái hôm bữa đó, đó là có một cái người đàn bà được gia đình đưa vào và bị một cái bệnh gì đó nó bệnh nó cũng khá là nặng tại vì mấy mấy cái ca mà bệnh nặng á là thường là ba không có không có cái quyền ba can dự vô chủ yếu là bác sĩ người ta thăm khám thôi lúc đó bác sĩ từ trên nhà bác sĩ phải chạy lên luôn đó thì khi mà đưa vô mà chính cái cô bình là cái người sẽ đi sắp xếp cái chỗ nằm cho cái cô này à cho cho cái bà cho cái bà cho, cho cái cụ bà này đúng không à, lúc đó cũng lớn tuổi rồi cũng khoảng cỡ sáu 70 bảy mươi rồi thì bắt đầu ba cũng ngồi ba trực thôi ba cứ ngồi mà ba không quan tâm thì một chút xíu nữa ba mới nghe quỳnh nó thông báo là anh ơi À, cái cái cô cái cái cái, cái, cô mà cô mới vừa đôi đi vô cổ nằm á thì cổ nằm xíu bác sĩ vô khám bác sĩ đó nặng lắm thì bây giờ anh cứ sắp xếp một cái chiếc xe cấp cứu đi đã hay là xe đa su, xe gì cũng được anh kiếm một chiếc xe để mà chuyển cô đó chuyển viện à, chuyển cô đó lên trên bệnh viện chứ ở đây là mình không có đầy đủ máy móc chức năng thuốc hang để mà mình mình khám cho cổ đã để bắt đầu là mới đưa cổ đi thì khi mà đưa cái cổ đi rồi thì cái bà cái cụ bà đó thì cổ sống hay là cổ chết cũng không biết luôn tại vì thật ra là không có quan tâm việc mình mình làm thôi cái đâu đó chừng cỡ 3 ngày sau cái hôm đó cũng là cái ca tối như vậy ba trực chung với lại cái cô quỳnh rồi mỗi cô kim thì tới 1 đến 3 giờ là cái giờ của ba ngủ đúng không thì trước đó là 11 giờ đến 1 giờ là cô quỳnh cổ đi ngủ là cái giờ cổ sẽ đi nghỉ ngơi 11 giờ mấy cổ nói ờ thôi anh với lại chị coi ấy nha, để em vô em nằm nghỉ chút xíu tới 1 giờ em ra em thay ca cho 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 anh cho ba đó thì cổ mới vừa đi vô trong cái phòng đó. thật sự là trong cái trạm cái trạm xá này là không có cái phòng để nghỉ ngơi mà muốn nghỉ ngơi đúng không là có chỗ nào là ngủ cho nó ví dụ như bệnh nhân mà đông là ngủ dưới đất á còn nếu mà không có bệnh nhân hay bệnh nhân vắng là ngủ trên băng ca bình thường thì cô đó cổ mới vừa đi vô phòng cô la ó cổ nằm xuống đâu chừng có 5 phút cổ la ó um sùm bắt đầu cổ giọt cổ chạy ra nào giờ có chạy ra mà cô nói trời ơi mặt mà cô xanh lè xanh lét mà cô khóc cô cô miếu mà cô làm thấy ghê cô ngồi cô rung mà cô cô trốn ở dưới cái gầm bàn á cái chỗ ngày xưa có cái loại mà bàn sắt mà biết ông bàn làm việc bằng sắt á là nó có cái chỗ mà mình để chân á là cái cái cái, cái hầm cái, cái, cái gầm bàn đó là cổ chui ở dưới cái gầm bàn của ngồi cô rung cổ sợ mà cô khóc như vậy vậy nè đó đây trời kêu cổ hoài không ra là không ra nha đã chút xíu sẽ bắt đầu là ba mới ngồi xuống nói vụ gì cưng đâu kể anh nghe sao vậy vụ gì nói, anh ơi anh ơi em gặp cái bà đó rồi cái bà đó bả chết rồi anh ơi cái bà đó bà chết rồi trời ơi, trong một cái chạm xá mà kêu cái bà đó bà chết rồi thiệt tình là ba không biết là bà nào chết luôn á <laughs> làm sao mà biết được bà nào em nói bà nào, nói, bà nào? Nói, bà nào? Nói, nói, cái bà mấy bữa trước vô đây nằm xong mình chuyển viện đó anh anh nhớ không 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 nhớ thiệt trời ơi cái trạm xá này một ngày bao nhiêu ca nặng một ngày bao nhiêu ca chuyển viện làm sao mình nhớ được bà nào em chuyển viện trời ơi em tr trạm xá mà em nói chuyện vậy sao anh nhớ cái bà hôm bữa mà vừa đưa vô em cái người sắp xếp cho bà rồi em ra em kêu anh kêu đa su hay là xe cấp cứu gì đưa bà lên bệnh viện đó anh nhớ không khi bà nhớ ờ ừ, ờ ừ, ừ, hình như có nhớ mang mát mà vụ gì nói trời ơi anh ơi em nãy em mới vô trong phòng mà nằm ở dưới cái gầm trốn ở dưới cái gầm cái gầm cái gầm tủ mà kể nó nha nói anh ơi hồi nãy hả em đang vô đó em nằm thì thiệt tình là băng ca thì cái nào cũng như cái nào em nó có biết em cứ nghĩ em mệt quá thôi em leo lên em nằm thì em vừa mới em leo lên em nằm như vậy chút xíu sau cái em thấy có cái bà đó bà đi vô mà trời tối thù tối hợp em đâu có nhìn rõ ra bà đâu thế bà đi vô trong buồn bà cứ đi tới lui tới lui như vậy gì nè cái em mới ngồi dậy em mới hỏi là ô cô ơi cô là thân nhân hay là bệnh nhân tại vì nếu mà là thân nhân á thì trong cái buồn này là không có bệnh nhân để mà vô thăm còn nếu mà là bệnh nhân á thì mình hỏi coi là đã có làm giấy này nọ đồ chưa để mình biết mình hướng dẫn mình về phòng mình nó bệnh gì để mình biết mình chị nước biển đó thì bắt đầu là chị quỳnh chị mới hỏi vậy thì khi chị quỳnh chị hỏi bắt đầu là bà đó bà nói nó tôi đi kiếm cái giường tôi nằm nó nằm là sao mà là cô là bệnh nhân hay là cô là thân nhân để biết để tự nhiên vô đây vô chậm xá kiếm giường nằm chứ là chùa hay gì mà vô nằm chùa nó thì hỏi cái giọng cũng hơi bực bội chứ đi tôi bệnh nhân tôi kiếm cái giường mà bây giờ cái giường của tôi cô nằm rồi tôi không có giường tôi nằm nữa chứ bắt đầu bà quỳnh thì bảo bật nói, trời ơi, cô ơi thì ở trong đây là cái giường là giường của chung ai bệnh người đó nằm thôi à. chứ cô nói là cái giường này giường của cô một cô mua hay cái gì thì cái bà đó bà lại tiếp tục nói không cái giường đó cái giường của tôi hôm bữa cô nói cái giường đó là cái giường của tôi mà đã thì bắt đầu bà quỳnh nó mới trời ơi mình có đời nào mình nói giường đi cái giường giường của chung bắt đầu là bà, chị quỳnh nó chỉ mới ngồi vậy mới đi lại gần mà bà đó bà cứ lưng không bà quay cái lưng lại bà cứ lưng không bà kiếm kiếm gì nè thì bắt đầu bà quỳnh lại bà bá dỗ ra đó thôi cô ơi thì, bây giờ cô muốn nằm thì cô cũng cô, cô nằm thì cô lên cái giường đó cô nằm đi đã mới dỗ cái dây vậy thì khi mà vừa dỗ cái dây cô đó cô quay lại một cái là nguyên cái mặt nó sám sạch không có máu me tại vì mất do bệnh là không có máu mà cái mặt nó sám sạch thấy ghê mà vừa quay cái mặt lại coi là bà quỳnh thì bà nhớ liền những cái người mà y tá điều dưỡng mà thực tập mà mới ra trường mà mới vô làm người ta nhớ mặt bệnh nhân lắm làm lâu năm thì mình không thèm nhớ chứ còn mới vừa làm ấn tượng nó còn mới đó trang giấy trắng nó thành ra là dễ nhớ vừa quay qua nhìn một cái bà này bắt đầu là bà điếng hồn bà la là đúng cái cô hôm bữa mình đưa vô nè la ó ấm sầm hết trơn chạy ra khóc lóc tùm lum tùm la hết trơn à rồi thì đúng quay lại câu chuyện đúng thật sự cái câu nói mà cái giường là giường của cô là đúng mọi người nhớ rồi đi ví dụ như cái trường hợp mà mình nghĩ là đó giờ ai cũng đã có một lần đã nằm bệnh viện đúng không thì khi mà vào đó y tá điều dưỡng người ta hay dẫn vô người ta nói cái câu vậy nè ờ đó đó cái giường nó giường của cô đó cô gọi cô lên đó cô nằm đi à là cái câu nói mà ý là cái giường đó, tạm thời là cái giường của cô thôi ờ cô còn bệnh thì cái giường đó giường của cô cô nằm cô hết bệnh cô về nhưng mà cái người phụ nữ đó khi họ nằm ở người đàn bà đó họ nằm ở đây khi mà họ đã chuyển viện lên cho bệnh viện thì chắc là họ không may là họ cũng đã qua đời đã hình nên mà khổ qua đời trên đường đi chắc chị Quỳnh và cả ba chắc chắn luôn là khi mà chuyển viện bả đi là bả còn sống bả nằm đó thậm chí là có một cái người đi theo còn cầm bình nước biển chuyện cho bả rồi người thân ngồi xung quanh mà bả còn sống bả còn thở ra khỏi trạm xá luôn bả vẫn còn thở mà không hiểu sao bả đi đâu bà mất ở đâu giữa đường hay mất trên bệnh viện gì không biết mà cái hồn bả lại về đây để mà bả đòi cái giường đó bởi vì chị Quỳnh nói câu là cái giường nó giường của cô nó cô cứ leo lên đi thì bà cũng đã xác định ở à, cái giường nó giường của tôi à cái giường nó giường của tôi bây giờ tôi chết rồi tôi về đây tôi nằm tôi lấy cái giường nó là cái giường của tôi hôm bữa có ràng cô nói là cái giường nó giường của tôi đi về tôi lấy tôi đâu có sai à rõ ràng là như vậy à mọi người ha trời ơi tôi nói. chị mình chỉ khóc quá trời khóc luôn nha mọi người em đã rồi sau đó bắt đầu là đến đến sáng hôm sau thì cổ cũng đã chuyển sang ca sáng cổ làm chứ cổ không có dám làm ca tối nữa à thì rồi khi mà ba nghe được cái câu chuyện đó thì ba cũng rất là sợ tại vì à, lúc mà khi mà kể lại rồi hết rồi thì bắt đầu là ba mới nhớ là mới đầu ba không nhớ đâu nhưng mà khi mà biết chuyện ma rồi ba mới nhớ ra cái gương mặt của cái người đàn bà đó khoảng cỡ đâu cũng phải là ngủ tuần lục tuần đó năm mấy sáu mấy rồi đi chung với người nhà rồi mình đã kêu đa su trở đi là nhớ hết trơn như vậy đó là cứ tối ba đó là suốt khoảng cỡ hai tháng trời nha cứ buổi tối là ba không dám đi ngang cái phòng đó luôn ba sợ lắm à, đó là như vậy thì tuy nhiên là sau đó rồi là không còn gặp thêm bất kỳ một cái việc gì nữa cho đến năm 2001 á thì bắt đầu là do là càng ngày càng hiện đại mà thì bắt đầu là ba thì đâu có bằng cấp gì về đâu ba là vô làm chui làm lụi thôi do người quen giới thiệu thôi bây giờ là sau này những cái y y tá bác sĩ điều dưỡng bằng cấp không à, nó từ sài gòn đồ về người ta học trường y người ta ra đó thì về với đây bắt đầu là người ta À, gọi, vô chính quy hết ta gọi là vô chính quy hay là gọi là được vô cái gì vô biên chế à được vô biên chế vô làm để bắt đầu là ba là những cái người không có bằng cấp mà thành ra là người ta ba cũng đã không được vào biên chế và ba sẽ đi ra ngoài để mà ba làm cái việc khác luôn đó rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay nói về một cái trạm xá ma ám ở dưới cà mau ha thì ba nói là tới bây giờ thì cái trạm xá nó vẫn còn vẫn gọi là cái trạm xá cái bản trạm xá nó vẫn còn y nguyên cứ hai ba năm ba bốn năm đó, cái 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 mà cái cổng mà bằng tường xong rồi được khắc cái chữ nổi bằng bằng ấy là mọi người ha là sơn tới sơn lui cái chữ trạm xá màu xanh như vậy đó đó tới bây giờ là cũng lâu lâu cũng sơn phết lại sơn phết lại và gần như là nó không thay đổi luôn đó. nó chỉ được tu sửa cho mới rồi thôi chứ còn kết cấu này nọ đồ nó vẫn còn y thinh như vậy sau suốt mấy chục năm trời như vậy ha một người ha nhưng mà những cái vong hồn của uh, cái gia đình ba người đó và cái, cái vong hồn của cái bà cụ đó đó còn ở trong đó hay không thì cũng không biết luôn nhưng mà tới bây giờ là vật đổi sau giờ rồi à, cũng đông đúc hết trơn rồi ha mọi người ha chứ không còn hoang vắng như ngày xưa nữa rồi thôi đó là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay mọi người cảm ơn cả nhà đã lắng nghe đến giờ này ha và nhớ đừng quên nha ở ngoài ba địa chỉ này là cái chuỗi ba cái chuỗi tranh giả tay của mình thì mọi người cứ yên tâm mình nói như vậy nè tại vì cái bạn Tuấn bạn của mình á, mình thì mình không rành về nước mình nói thẳng là như vậy, bạn Tuấn chỉ mình sao thì mình làm đúng công thức và là đảm mình chỉ đảm bảo là mình làm đúng công thức và mình làm ngon nhất có thể, nhưng mà cái người mà nắm bắt được cái người mà gọi là bartender chuyên nghiệp, pha chế chuyên nghiệp, sáng tạo ra những cái món nước á là bạn Tuấn thì mình nói mọi người nè là cứ khoảng sắp tới đây đó thì mình biết là cái trend chanh giả tay này thì sớm không sớm thì muộn nó cũng sẽ qua đi à tuy nhiên là nếu mọi người tin mình thì mọi người sẽ sẽ biết là sắp, sắp tới đó là mình với bạn tuấn sẽ sẽ lấy cái nền gốc là chanh giả tay tại vì cái chanh giả tay đó là một cái món nó rất là ngon nó là mình 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 nghĩ là người có thể là uống lâu dài được những người nào uống rồi là sẽ biết nó không có ngán đâu đó thì mình sẽ dựa trên cái nền gốc chanh giả tay đó đó à, là mình sẽ phát triển nó thêm ví dụ như là À, đang có một cái món rất là mới là là chanh dừa giả tay sắp tới ví dụ như chanh dâu giả tay hay chanh xoài giả tay hay là chanh mẫn cầu giả tay chẳng hạn như vậy thì mình sẽ phát triển thêm những cái món đó ở trên ba cái chuỗi chi nhánh của mình đó nên là mọi người có thể là cứ lâu lâu mọi người cứ ghé để mọi người xem có, có món mới không mọi người mua ha mọi người ha ai ở đâu thì ghé ở đó thôi rồi cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha dĩ mặt xin chào tất cả mọi người